Chào các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ học phần đầu tiên trong cái hệ thống định mức và đơn giá. Tôi xin nhắc lại một chút là tại sao chúng ta lại phải học cái hệ thống định mức và đơn giá mà chúng ta chưa đi vào học ngay cái việc tính dự toán, tính hồ sơ đấu thầu hay là tính quyết toán công trình. Vì lý do là hầu hết các công trình ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta phải tuân thủ theo các cái hệ thống định mức do các bộ như là Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, rồi là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương v.v. họ ban hành. Rồi khi mà chúng ta tính các cái đơn giá vật liệu đến trên công trình thì chúng ta phải tính các cái cước vận chuyển, mà các cái cước này thì chúng ta phải tuân thủ theo cái quy định về tính cước của tùy từng tỉnh. Rồi là cái giá thông báo là cũng là do các tỉnh họ công bố, cũng như là giá nhân công, giá ca máy thì chúng ta phải tuân thủ theo các cái quy định pháp luật, các cái thông tư về tính đơn giá nhân công và giá ca máy. Cho nên là cái phần A lớn, tôi nhắc lại là chúng ta phải học cái hệ thống định mức và đơn giá do nhà nước ban hành, do chính phủ, do Bộ Xây dựng, các bộ cũng như là các tỉnh họ ban hành. Đấy. Thì bài đầu tiên trong cái hệ thống định mức và đơn giá là bài số 1 về nội dung của nó, về bảng giá vật liệu và cước vận chuyển. Thì các cái nội dung chính ở trong cái bài học này, bài học số 1 này là gì? Đầu tiên chúng ta sẽ khảo sát ba cái loại bảng giá vật liệu. Thứ nhất là bảng giá vật liệu gốc. Thứ hai là bảng giá vật liệu thông báo, hay là bảng giá vật liệu tháng quý đấy ạ. Tức là có tỉnh thì ban hành một tháng một lần, nhưng mà thông thường thì họ ban hành là một quý một lần, tức là 3 tháng đấy ạ. Một năm sẽ là 4 quý, tức là 4 lần giá thông báo. Có những tỉnh ban hành một năm là mười mấy cái bảng giá thông báo, tùy, nhưng thông thường là một quý một lần. Cái mục thứ ba là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái bảng giá vật liệu đến hiện trường xây lắp như thế nào. Tiếp theo, cái nội dung nữa rất quan trọng trong cái bài học số 1 này là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái việc tính cước vận chuyển. Bởi vì cái vật liệu mà chúng ta mua trong giá thông báo thì thông thường mới là vật liệu mà tại cái bãi cát, bãi đá, tại các cái đại lý sắt thép xi măng, nó chưa có chi vận chuyển. Cho nên khi mà chúng ta đưa vật liệu tới trên công trình, chúng ta phải thêm một cái chi phí nữa là chi phí vận chuyển. Có ba cái loại cước vận chuyển mà chúng ta sẽ được học. Thứ nhất là cước vận chuyển bằng ô tô. Thứ hai là cước vận chuyển trên đường sông bằng tàu, bằng thuyền. Và cái thứ ba là cước vận chuyển bằng bộ thủ công, ví dụ như bằng gánh bộ này, tôi xúc sức người để chúng ta gánh. Rồi là bằng các cái phương tiện thô sơ như là xe cải tiến, xe cút kít, vân vân. Thì như vậy là chúng ta cái bài học đầu tiên là về bảng giá vật liệu và cước vận chuyển. Bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết một cái bảng giá vật liệu xem nó gồm những thứ gì. Ở đây thì với một quy ước rằng là trong cái khoa học này cũng như là cái bài học số 1 này, đầu tiên này, thì tôi sẽ lấy đơn vị là một cái công trình hay là một cái dự án ra để hướng dẫn các bạn. Cho nên là tất cả các cái bảng biểu tính toán thì đều xoay quanh cái việc là xử lý cho một cái công trình đó. Tôi nhắc lại một công trình thôi ạ. Vâng. Phần đầu tiên là bảng giá vật liệu là gì? Thì chúng ta không cần đi học, chúng ta không cần phải theo học cái khóa học này. Chúng ta cũng biết là cái vật liệu khi mà chúng ta còn nhỏ đấy, chúng ta đi chơi, chúng ta đi sang hàng xóm, chúng ta đi thì chúng ta đã thấy là có bác hàng xóm bác xây nhà đúng không ạ? Bác ấy để gạch này, để cát vàng này, để cát đen này, để thép, để xi măng, để cây trống vân vân. Thì đó chính là vật liệu chúng ta đã biết rồi. Hoặc là chúng ta đi thi công thì điều quá rõ rồi, vật liệu họ để dưới kho bãi, dưới chân công trình rất là nhiều, ai cũng biết cả rồi, vân vân, thì ai cũng biết. Tuy nhiên khi mà đưa vào tính toán và thì chúng ta phải cụ thể hơn. Thì cái bảng giá vật liệu thì tôi định nghĩa như sau. Bảng giá vật liệu là bảng thể hiện các loại vật liệu được sử dụng để thi công một công trình. Vâng, cái định nghĩa rất đơn giản như vậy thôi ạ, để chúng ta thực hành là chính thôi ạ. Và tôi nhắc lại là tôi lấy một cái công trình ra làm cái đối tượng để mà chúng ta phải xử lý, chúng ta nghiên cứu. Thì rồi, thì cấu trúc của bảng giá vật liệu gồm này, thứ nhất là số tự chúng ta đánh từ 1 trở đi, 1, 2, 4, 5, 6 vân vân.
Thứ hai là mã số. Cái mã này thì hiện nay Bộ Xây dựng chưa quy định. Đấy. Thế cho nên là chúng ta có thể đánh mã số A.001 hay là VL.01 là cát vàng chẳng hạn, VL.02 là cát đen chẳng hạn, vân vân. Thứ ba, thông tin thứ ba là tên của vật liệu. Đấy. Đấy. Ví dụ như là cát, đá, sỏi, sắt, thép, rồi nhựa đường, rồi côn cút, rồi tê chách, vân vân. Cái tiếp theo là đơn vị tính. Thì đơn vị tính ở đây thì chúng ta là có thể là ví dụ như là mét khối cho cát vàng, đấy, mét khối cho đá, đấy, lít cho nước, đấy, chai cho oxy, đấy, kg đối với thép, đối với xi măng, vân vân. Thông số tiếp theo là đơn giá vật liệu. Đơn giá vật liệu thì được tính bằng Việt Nam đồng cho một cái đơn vị tính của vật liệu này. Đấy. Thì đơn giá vật liệu được phân ra làm 3 loại. Thứ nhất là đơn giá vật liệu gốc, thứ hai là đơn giá vật liệu thông báo, và thứ ba sẽ là đơn giá vật liệu đến hiện trường xây lắp. Thì đơn giá vật liệu gốc là gì? Ví dụ chúng ta nhìn thấy đơn giá vật liệu gốc ở đây. Đấy. Là đơn giá vật liệu do tỉnh, thành phố công bố tại thời điểm mà họ công bố các bộ sách đơn giá phần xây dựng này, phần lắp đặt, phần khảo sát, phần sửa chữa, phần dịch vụ công ích, vân vân. Rất nhiều. Và cái giá vật liệu gốc này nó hay nằm ở đằng sau cùng, cỡ độ khoảng 2-3-40 trang phía sau cùng đấy, của các cái bộ sách đơn giá nói trên. Tuy nhiên cũng lác đác có một vài tỉnh thì họ lại ở phía đầu. Thì khi mà chúng ta thực hành đó, chúng ta cầm sách chúng ta tra đó, thì nếu không ở phía sau cùng thì các bạn lại dở ở phía trên, ở phía đầu cuốn sách thì thế nào cũng có đó. Tôi lấy ví dụ bằng hình ảnh để chúng ta minh họa xem là cái giá vật liệu gốc nó như thế nào. Đây là quyển sách đơn giá xây dựng trình tỉnh Điện Biên phần xây dựng. Đấy. Và công bố năm 2017. Đấy. Của Ủy ban dân tỉnh Điện Biên. Thì tôi nói trước là mỗi một tỉnh thì họ sẽ công bố các cái bộ sách đơn giá phần xây dựng một quyển này, phần lắp đặt một quyển thứ hai này, phần khảo sát quyển thứ ba, phần sửa chữa quyển thứ tư. Và có thể có tỉnh họ ban hành thêm cả dịch vụ công ích, bao gồm có chiếu sáng này, chiếu sáng công viên đô thị, cái đường phố đấy ạ. Rồi là cây xanh đây là cây xanh mà công viên hoặc là trồng trên vỉa hè, trên đường phố. Rồi thoát nước thải công cộng, rồi là thu gom rác thải, xử lý môi trường. Đấy, thì được gọi là đơn giá công ích. Thế như vậy là có tỉnh còn ban hành thêm cả các cái đơn giá cho thí nghiệm vật liệu và công kiện. Có tỉnh có thể ban hành thêm các cái đơn giá cho ngành điện, cho điện lực, cho viễn thông, v.v. Tuy nhiên thì các cái tỉnh nào cũng sẽ ban hành ít nhất là 3 bộ, là phần xây dựng là 1 này, phần lắp đặt là 2 và phần khảo sát là 3. Đấy. Thì đây là cái quyển sách phần xây dựng. Thì quyển sách này nó dày độ khoảng 400-500 trang gì đó. Thì ở phía sau cùng quyển sách này nó sẽ có cái bảng giá vật liệu gốc như sau. Đây, ra xem. Đơn giá xây dựng công trình. Đấy, đơn giá xây dựng công trình tỉnh Điện Biên phần xây dựng. Đấy, thì đây là bảng giá vật liệu gốc dùng để tính ra cái quyển sách đơn giá phần của tỉnh Điện Biên. Và rồi, phần xây dựng. Thì trong cái cấu trúc của cái bảng giá vật liệu gốc ấy mà tỉnh họ công bố đó, thì họ cũng liệt kê các cái vật liệu này. Đấy, ví dụ như là bằng dính này, bao tiền một cuộn, 5.000 một cuộn này. Đấy. Hay là bột bả da zinc này là 4.500 một cân này. Đấy. Hay là bên này, ví dụ như bột bả chẳng hạn là 4.000 một kg này. Đấy. Các loại bu lông này, bao tiền cái này, 9.000 cái, 6.000 cái, vân vân này. Đấy. Tiếp theo. Các loại cần khoan này, bao tiền cái này. Đấy. Các loại cát, ví dụ như là cát mịn 0.7, 0.4 là 191.210 đồng một khối này. Đấy. Cát vàng đổ bê tông đấy ạ, 200.510 đồng một khối này. Đấy, vân vân. Tiếp theo bên này, trang tiếp theo. Các loại đá này, ví dụ đá 2x4 này là 279.044 đồng này. Đó, vân vân. Thì chúng ta thấy đây là trang số 466, đây là trang số 467. Đấy, đại loại nó ở phía cuối cùng của quyển sách. Thì người ta công bố các
các cái giá gốc của vật liệu. Thì đây là phần xây dựng, phần xây dựng cho nên là nó gồm những cái vật liệu cho phần thô của công trình, ví dụ công trình dân dụng, công trình giao thông, thủy lợi vân hạ tầng là nó sẽ sử dụng. Thì chúng ta tra ở đây phần lắp đặt điện nước trong nhà chẳng hạn, thì đằng nó có một quyển sách nữa, và đằng sau nó cũng sẽ có các cái giá vật liệu gốc tương ứng với là đèn rồi quạt rồi công tắc ổ cắm rồi dây điện rồi ống rồi côn rồi cút vân vân, thì chúng ta sẽ tham khảo thêm ở các cái quyển sách phần lắp đặt vân vân. Đấy, thì đây chính là giá vật liệu gốc. Thì chúng ta thấy rằng như tôi vừa nói thì quyển sách đơn giá tỉnh Điện Biên này là họ công bố vào năm 2017. Đó. Thế thì sau 3 đến 6 tháng, 3 tháng sau sau khi họ công bố thì cái cuốn sách này nó sẽ là lạc hậu đi. Đấy, cái giá vật liệu gốc này nó sẽ lạc hậu đi. Đây. Đây là công bố năm 2017. Đó. Đây. Chúng ta xem ngày bao nhiêu. Quyết định số 130 đợt phần xây dựng ngày 16 tháng 2 năm 2017 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên. Đấy. Thế thì cái bảng giá gốc vừa rồi tôi chỉ các bạn đó, thì là giá gốc tương ứng với quyển sách đơn giá số 130 năm 2017 của Điện Biên. Đấy. Thì cái ngày công bố sách là ngày 16 tháng 2, thì cái thời điểm mà họ tiến hành họ khảo sát cái giá vật liệu gốc vừa rồi đó, thì nó có khả năng nó có thể là tháng 1 năm 2017, hoặc thậm chí có thể là từ cuối năm 2016, ví dụ như tháng 11, tháng 12 năm 2016. Đấy, họ khảo sát giá xong, xong đó họ tiến hành họ tính toán ra bộ sách này, rồi là trình phê duyệt, rồi in ấn, thì nó cũng mất một khoảng thời gian từ vài ba tháng. Đó, thế cho nên là tại thời điểm mà công bố cái bộ sách đơn giá này, thì cái giá gốc đó có thể là đã lạc hậu so với cả cái giá thông báo của chính, cái giá thông báo vật liệu của chính tỉnh Điện Biên này. Cũng có thể như vậy. Thế cho nên khi chúng ta làm, chúng ta phải lưu ý là khi có đơn giá mới thì chưa chắc cái giá gốc đó đã là đơn là giá vật liệu cập nhật mới nhất, mà cái giá thông báo lát nữa tôi sẽ nói thì sẽ có mới là cái mới nhất. Có thể là như vậy. Đấy. Thì giá vật liệu gốc là như vậy. Rồi. Tiếp theo, cái giá vật liệu thứ hai là giá vật liệu thông báo. Thì như chúng ta đã biết là cái giá gốc của vật liệu của Điện Biên vừa rồi thì họ công bố vào đầu năm 2017 vào tháng 2. Thế thì độ khoảng tháng 5, tháng 6 gì đó thì có thể là cái giá thực tế trên thị trường tại tỉnh Điện Biên nó sẽ khác đi. Chính vì thế mà Sở Xây dựng các tỉnh cũng như Sở Tài chính là hai sở họ kết hợp thì có thể là họ sẽ phải công bố cái giá thông báo vật liệu mới. Đấy, thì bây giờ chúng ta ghi định nghĩa về cái giá thông báo là như sau. Giá thông báo vật liệu là giá do tỉnh, cụ thể ở đây là Liên Sở Xây dựng và Sở Tài chính của một tỉnh. Đấy, thì họ công bố mục đích điểm gì để bám sát theo kịp cái sự biến động giá cả của vật liệu thực tế trên thị trường. Đấy, như vậy. Thì đây là cái giá thông báo, và tôi sẽ cho một cái ví dụ về giá thông báo để chúng ta xem. Tôi lấy ví dụ một trường hợp thứ hai, một tỉnh bất kỳ một tỉnh Hà Nội chẳng hạn này. Tỉnh nào cũng như nhau thôi, tỉnh Điện Biên họ cũng phải công bố giá vật liệu, mà tỉnh Hà Nội, tỉnh Hải Phòng, bất kỳ tỉnh nào thì họ đều công bố giá vật liệu cả. Và lưu ý là chúng ta làm ở tỉnh nào thì chúng ta sẽ sử dụng cái công bố giá vật liệu cũng như là đơn giá của tỉnh đó. Ví dụ chúng ta làm ở Hà Nội, chúng ta phải lấy của Hà Nội. Chúng ta làm Điện Biên, chúng ta phải lấy ra Điện Biên, vân vân. Chúng ta thấy này, đây là thông báo giá của Sở Xây dựng Hà Nội số 04 năm 2018 tháng 12 năm 2018. Công bố giá vật liệu xây dựng quý 4 năm 2018. Đấy, chúng ta thấy ạ. Thì chúng ta thấy rằng là cái giá này là giá chưa có thuế VAT. Thế cho nên là chúng ta dùng trực tiếp để tính. Đấy. Bây giờ chúng ta xem. Đây là cái trang đầu. Trang đầu thì có các cái điều khoản hướng dẫn để tính, để áp dụng, và có dấu đỏ cũng như chữ ký của bên Sở Xây dựng Hà Nội. Tiếp theo, trang thứ hai trở đi
thì bắt đầu họ công bố giá vật liệu. Đấy, thì họ liệt kê, chúng ta thấy ạ, là danh mục cột đầu là của danh mục giá vật, danh mục vật liệu này. Cột thứ hai, cột thứ tiếp theo là cột đơn vị tính này, và cột cuối cùng là cột giá, mà lưu ý giá này là giá chưa có vát. Đấy. Tùy từng tỉnh, đa phần là họ ban hành cái giá vật liệu họ công bố ấy là giá chưa có vát. Nếu mà tỉnh nào họ ghi là đây là đã có vát rồi thì chúng ta sẽ chia cái này cho 1,1. Nếu như thuế VAT là 10% thì chúng ta chia 1,1. Nếu có sự thay đổi về cái tỷ lệ thuế VAT do Bộ Tài chính, do Chính phủ công bố, ví dụ 12% chẳng hạn, thì chúng ta lại phải chia cái giá đó cho 1,12. Tuy nhiên trong hợp này chúng ta thấy là chưa có vát, thế cho nên là chúng ta sẽ lấy trực tiếp cái con số này để chúng ta tính toán. Tôi lấy ví dụ cát chẳng hạn này, thì ở Sơn Tây, rồi là Đan Phượng, Phúc Thọ, rồi là các quận như Bắc Từ Liêm chẳng hạn, rồi là huyện Thanh Trì của Hà Nội, thì cát vàng chẳng hạn đây chúng ta gióng sang là 204.020 đồng đồng cho một mét khối. Đấy. Đấy. Ở các huyện khác thì giá nó lại, ví dụ ở huyện Đông Anh chẳng hạn, hay là huyện Gia Lâm chẳng hạn, thì giá lại cao hơn là 220.180 đồng cát vàng. Đấy. Đá thì chẳng hạn này, thì đá 2 × 4 là 210.000 đồng một khối. Đấy. Rồi các loại gạch bê tông này, gạch rỗng này, đấy, gạch hai lỗ này. Đấy. Rồi là gạch đặc để xây tường này. Đấy. Tiếp theo này, chúng ta có nhiều lắm. Các loại gạch khác này của các công ty gì đây? Công ty vật liệu xây dựng Secoi này. Và đó. Rồi thép. Các loại thép, các đường kính khác nhau. Đấy. Đấy, chúng ta thấy ạ. Ở Graham. Rồi đá granite để ốp cầu thang, chúng thấy ạ. Đấy, rồi là bột sơn phản quang chẳng hạn, đấy, để chúng rồi cho chúng ta sơn đường đấy ạ. Vâng. Đấy, sơn dẻo để kẻ đường giao thông chẳng hạn, đấy, chúng ta cũng thấy có. Vân vân. Thì có rất nhiều các cái vật liệu, rồi cửa sổ, rồi vách kính, vách nhôm, rồi vân vân, là chúng ta thấy có ở đây, họ báo giá đây hết để chúng ta áp vào cái công trình của chúng ta thực tế. Đấy. Trang thứ hai. Trang thứ ba. Trang thứ ba thì là thông là, trường hợp này đối với tỉnh Hà Nội thì họ ban hành đây, trang thứ ba này là chỗ này là các loại dây điện, cái này là cáp điện. Đấy, cho phần lắp đặt điện nước, rồi đèn led, vân vân. Đó. Rồi là cột thép này, cần đèn, rồi đế gang vân vân, thì là cái phần điện nước trong nhà chúng ta sẽ áp dụng nhiều, vân vân. Đấy, thì như vậy nói tóm lại, cái giá thông báo là giá do Liên Sở Xây dựng và Tài chính họ công bố, và họ liệt kê các loại vật liệu ra, đơn vị tính ra, và giá, và thông thường là giá trước vát để chúng ta áp dụng luôn. Đấy, đấy là giá thông báo của tỉnh. Tuy nhiên có một vấn đề nữa là cái giá thông báo này, tôi lấy ví dụ giá thông báo số 04 năm 2018 này chẳng hạn, thì có thể là cái giá nó mới chỉ là cái giá mà đến ở tại cái nơi mà đại lý thép, đại lý xi măng, tại bãi cát, bãi đá, nơi khai thác, chứ chưa phải là chi phí vận chuyển từ công trình. Nếu trong gặp như vậy thì cái giá này chúng ta chưa áp dụng được ngay. Đấy. Đặc biệt là các cái tỉnh miền núi phía Bắc, ví dụ Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, rồi vân vân, hoặc các tỉnh miền Trung như là Nghệ An, rồi là Quảng Bình, Quảng Trị, rồi phía Nam cũng rất là nhiều tỉnh. Đấy, là họ công bố cái cước vận chuyển. Đấy. Thì có thể cái giá vật liệu của nhiều tỉnh nó chưa bao gồm cước vận chuyển, cho nên là chúng ta sẽ sinh ra cái loại giá thứ ba. Cái loại giá thứ ba là giá hiện trường. Giá hiện trường. Giá hiện trường. Đấy. Giá hiện trường. Thì cái giá hiện trường này tôi định nghĩa là giá vật liệu mà tính thêm chi phí vận chuyển các loại tới trên công trình. Đấy, định nghĩa rất là ngắn một dòng vậy thôi ạ. Trong đó cái cước vận chuyển ở đây thì chúng ta sẽ có 3 loại cước vận chuyển như tôi đã vừa hướng dẫn ở đây. Đấy, là có 3 loại cước vận chuyển. Thứ nhất là chúng ta sẽ phải học về cái cước vận chuyển ô tô. Thứ hai là cước vận chuyển bằng tàu thuyền trên đường sông. Và thứ ba là bộ thủ công.
bánh bộ, xe cải tiến, xe cốt kít ra hiện trường. Sau đó thì cái giá hiện trường nó sẽ bằng cái gì ạ? Sẽ bằng giá thông báo cộng với cả cước vận chuyển các loại nếu có. Ok chị ạ. Như vậy công thức giá hiện trường sẽ bằng giá thông báo cộng cước vận chuyển các loại nếu có. Trong công thức này tôi lưu ý một chút là cái giá thông báo ở đây sẽ ứng với hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là đối với các đơn vị tư vấn thiết kế rồi các chủ đầu tư, khi ban đầu người ta tính dự toán ấy, thì thông thường là cái giá thông báo này họ lấy trực tiếp từ thông báo giá vật liệu do tỉnh công bố, do Sở Xây dựng, Sở Tài chính công bố ấy, thì tôi gọi tắt là tỉnh công bố, thì thông thường họ lấy trực tiếp. Còn đối tượng thứ hai là các đơn vị thi công xây lắp, các nhà thầu, thì cái giá thông báo này có hai phương án để họ lựa chọn. Phương án thứ nhất là chính là cái giá thực tế mà họ mua ở bãi cát, bãi đá hay là mua ở đại lý sắt thép, xi măng, vân vân. Có nghĩa là giá thực tế mà họ mua, họ bỏ tiền túi ra họ mua. Đấy. Chứ không phải là thì rồi phương án thứ hai đối với nhà thầu thì cũng có thể cái giá đấy họ lấy theo giá thông báo của tỉnh. Đấy. Thì tùy trường hợp mà cái nào mà họ mua được mà họ xác định giá chuẩn thì họ lấy cái giá của họ, còn không xác định được thì có thể họ sẽ lấy giá thông báo của tỉnh. Vân vân. Theo cước vận chuyển này thì các đơn vị tư vấn cũng như các nhà thầu thì về cơ bản là họ sẽ tính toán như nhau và theo các quy định về tính cước vận chuyển của các tỉnh, và tôi sẽ hướng dẫn ngay sau đây. Đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn cái việc tính cước vận chuyển bằng ô tô. Tôi lấy ví dụ một cái cước vận chuyển của tỉnh Long An đi. Lấy ví dụ cước vận chuyển của tỉnh Long An là số 20 năm 2013, ngày 14 tháng 6 năm 2013, quy định về việc ban hành quy định về giá cước vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường thủy trên địa bàn tỉnh Long An. Thì trước tiên tôi hướng dẫn bằng đường bộ, bằng ô tô trước, xong lát nữa tôi sẽ hướng dẫn bằng đường thủy, bằng tàu, bằng thuyền trên đường sông trên tỉnh Long An sau. Ok, chỗ này chúng ta xem đây thì là thay mặt của tỉnh là ông Nguyễn Thanh Nguyên đã ký ở đây. Rồi chúng ta lưu ý này, khi mà xem cái bảng giá cước thì chúng ta phải xem là cái bảng giá cước này ấy, tôi ví dụ ở phía dưới đây, cái bảng giá cước này này, bao nhiêu tiền cho một tấn một km này này, là giá trước thuế hay là giá sau thuế. Thì trong hợp này đối với cái cước số 20 năm 2013 của Long An thì điều 1 họ dẫn là đã bao gồm thuế giá trị gia tăng rồi. Đó. Thế cho nên là khi tính toán là chúng ta lại phải loại cái thuế giá trị gia tăng ra. Đấy. Loại ra sau đó thì khi mà sau này khi mà tính tổng dự toán đấy thì chúng ta lại tính thuế VAT cho cả công trình một lần nữa. Đấy. Cho nên là chúng ta phải loại cái VAT này ra trong quá trình tính toán ban đầu đấy, là chúng ta phải loại ra. Đấy. Thế còn nếu mà trường hợp là tỉnh họ ghi là chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng hay là trước thuế đấy ạ, thì chúng ta không cần phải chia 1,1 nữa. Đấy. Tất nhiên lưu ý là cái 1,1 này là tại thời điểm tháng 1 năm 2019 thì cái thuế VAT nói chung của Việt Nam là 10%, thì chúng ta chia 1,1. Sau này nếu như có sự thay đổi nào đó về thuế VAT, tôi lấy ví dụ 12% VAT chẳng hạn, thì chúng ta lại phải chia cho 1,12. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào khảo sát xem là cái việc tính toán cước vận chuyển nó như thế nào và nó phụ thuộc những yếu tố nào. Thì thứ nhất là cước, yếu tố thuộc vào thứ nhất là bậc hàng. Đấy, chúng ta thấy ạ. Thì có 4 bậc hàng. Thông thường các tỉnh họ phân làm 4 bậc hàng, bậc 1, 2, 3 và 4. Trong đó hàng bậc 1 gồm này, đất này, cát này, sỏi này, đá, đá xay, tức là cái đá mà chúng ta đã dùng máy chúng ta nghiền nhỏ ra rồi, ví dụ đá 1 x 2, 2 x 4, 4 6 đấy ạ, để đổ có đông đấy ạ. Hay đá mặt để mà chúng ta làm sân, làm vân vân, lát đường đấy ạ. Thì đấy là chúng ta đá xay, tức là đá được nghiền nhỏ ra rồi. Gạch các loại, gạch đặc, gạch lỗ vân vân. Thì là hàng bậc 1. Và với cái hàng bậc 1 này thì chúng ta có cái giá cước. Giá cước, cái bảng cước như sau. Đây bảng cước. Bảng cước này thì họ tính trên đơn vị là đồng này, cho 1 tấn của vật liệu vận chuyển này trên 1 km này. Đấy, tôi lấy ví dụ. Họ cho ví dụ chỗ này là 10 cây
10 km, đường loại 5 chẳng hạn, thì đây chúng ta gióng sang 10 gióng sang, và đường loại 5 chúng ta gióng xuống, thì chúng ta sẽ được gì ạ? 3.947 đồng cho 1 tấn cho 1 km. Ở đây có cái dấu chấm ở đây thì chúng ta đừng có nghĩ đây là phẩy nhé, đây là dấu phân cách hàng đơn vị, hàng nghìn, hàng triệu. Cho nên chỗ này là 3.947 đồng chứ không phải là 3.947 đâu nhé. Đây là 3.947 đồng nhé. Chúng ta lưu ý chỗ đấy chứ đừng có nhầm đây là dấu phẩy thập phân là nguy hiểm quá. Vì nếu dấu phẩy thập phân thì nó ít quá có 3.9 đồng thì làm sao mà đủ tiền được. Được chưa ạ? Đó. Thì đấy, như vậy là hàng mục 1 nó gồm những cái vật liệu như này và giá cước như này. Lát nữa tôi sẽ quay lại tôi nói thêm về cái giá cước này. Đây. Tiếp theo hàng mục 1 thì là hàng mục 2. Hàng bậc 2 đây, hàng bậc 2. Hàng bậc 2 thì gồm những loại vật liệu như sau. Thứ nhất là ngói này. Thứ hai là đá. Đá này chúng ta lưu ý rằng là trừ đá được xây được nghiền rồi, có nghĩa là các cái đá hộc mà chúng ta làm xây móng, xây kè, đê vân vân đấy, đá to đấy. Rồi chúng ta thấy ạ, gỗ cây, ví dụ như cây chống cốt pha chẳng hạn thì là nó đấy ạ. Đấy. Rồi các loại thép chẳng hạn. Rồi các loại ống nhưng mà trừ ống nước ra. Đấy. Đấy. Thì hàng bậc 2 như gồm những loại vật liệu đấy. Và cái giá cước của hàng bậc 2 ấy, thì người ta được tính bằng bao nhiêu ạ? Bằng 1,1 lần giá cước hàng bậc 1. Có nghĩa là gì? Nếu là ngói chẳng hạn này, chúng ta vận chuyển ngói này thì giá cước sẽ gấp 1,1 lần so với cái bảng giá cước ở phía trên này. Được chưa ạ? Đấy, sẽ gấp 1,1 lần. Tiếp theo. Hàng bậc 3 này bao gồm có là xi măng này, vôi này, rồi là xăng dầu này. Đấy, ở đây thì thuốc trừ sâu vân thứ này thì chắc chúng ta ít dùng chúng ta. Tiếp theo rồi nhựa đường này, rồi cột điện này, rồi ống nước, ống thép cũng được, ống nhựa cũng được. Đấy, thì nó là hàng bậc 3. Và lưu ý là với giá cước thì sao ạ? Thì hàng bậc 3 giá cước nó sẽ bằng bao nhiêu? 1,3 lần cái giá cước hàng bậc 1, tức là gấp 1,3 lần cái bảng cước ở phía trên này. Bảng cước hàng bậc 1 ở phía trên này. Đó. Tiếp theo hàng bậc 4 gồm có nhựa nhũ tương này, rồi kính này, rồi là xăng dầu chứa phi này, và giá cước nó sẽ gấp 1,4 lần giá cước hàng bậc 1 ở phía trên. Tuy nhiên trong thực tế khi mà chúng ta vận chuyển thì có những cái loại vật liệu mà nó không, chúng ta khi mà chúng ta vận chuyển thực, chúng ta tra ở hàng bậc 1, 2, 3, 4 ở phía trên này này, chúng ta không thấy có cái nào mà người liệt kê ra cả. Đấy. Thì cái mục 5 này họ dẫn là gì ạ? Trong trường hợp mà không thấy thì chúng ta xem là chúng ta nhìn vào căn cứ theo đặc tính của mặt hàng tương đương để xếp vào bậc hàng cho thích hợp. Có nghĩa là chúng ta căn cứ vào hình dạng, kích thước, đặc tính của nó. Đấy, xem là nó giống nhất với cái hàng nào. Xem nó giống hàng bậc 1 hay là giống hàng bậc 2 những thứ này. Hay là hàng bậc 2 những thứ bên dưới này. Đấy, hay là hàng bậc 3 những thứ dưới này, vân vân. Để chúng ta xếp nó vào cái bậc hàng tương đương. Đấy. Tuy nhiên cái này nó hơi hơi cảm tính một chút và phải có sự thống nhất giữa các bên. Ví dụ đơn vị thi công, xây lắp, rồi chủ đầu tư, rồi đơn vị tư vấn vân vân, thì chúng ta phải thống nhất ngay từ đầu khi mà chúng ta tính toán. Đấy. Như vậy, tôi nhắc lại là yếu tố phụ thuộc thứ nhất để tra và tính cước vận chuyển là gì ạ? Là bậc hàng, và có 4 bậc hàng như tôi vừa hướng dẫn. Tiếp theo yếu tố phụ thuộc thứ hai là loại đường. Loại đường đấy ạ. Loại đường. Thì thông thường một tỉnh thì thường là họ hay có từ 5 đến 6 loại đường. Thì thông thường là ở ta thì hay có 5-6 loại đường. Với ý nghĩa là đường loại 1 là đường tốt nhất, loại 2 là tốt thứ nhì, và càng về sau ấy, thì đường nó càng xấu. Ví dụ đường loại 5 là khá xấu, đường loại 6 là xấu lắm rồi. Đấy. Tỉnh nào mà còn có đường xấu đặc biệt nữa thì còn xấu nữa. Đấy. Thế thì đường mà cái loại đường mà càng thấp, ví dụ đường loại 1 thì cái giá cước nó là gì ạ? Bao giờ nó là rẻ nhất, vì giờ chúng ta vận chuyển trên cái đường mà tốt nhất, dễ nhất thì cái tiền vận, cái cước vận chuyển nó sẽ gì? Rẻ nhất và ít nhất. Nhưng mà sang cái đường loại 5 nó khó, nó xấu, đúng chưa ạ? Thì nó phải tăng lên. Ví dụ chỗ này là 9.500 thì chỗ này tận 19.809 đồng. Sang đường loại 6 thì nó xấu nữa thì lại gì ạ? Từ 19.800 nó lên 27.733 đồng ở đây. Và thấy chưa ạ? Đấy, loại đường. Thì chúng ta sẽ thắc mắc là ô thế vậy bây giờ tôi vận chuyển từ A đến B
Theo thực tế thì tôi biết tôi sẽ lấy cái cột đường loại 1, hai đường loại 2, hai đường loại 5, hai đường loại 6 để tôi áp vào. Thì thế này, nếu mà chúng ta vận chuyển ở trên đường quốc lộ thì chúng ta sẽ theo một quy định mà chúng ta vận chuyển ở trong đường huyện, đường xã, đường thôn, đường nội thị của từng tỉnh thì chúng ta lại theo quy định của tỉnh đó. Cụ thể như sau. Đây. Nếu mà chúng ta vận chuyển vật liệu ví dụ cát, đá, sỏi, sắt, thép, xi măng đấy vân vân trên đường quốc lộ thì chúng ta tuân thủ theo cái quyết định số 640 năm 2011 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành. Quyết định về việc xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ năm 2011. Lưu ý rằng cái cước này cái phân loại 640 này từ tháng 4 năm 2011, có nghĩa là bây giờ là tháng 1 năm 2019 rồi, thì về cơ bản nó sẽ được là gần 8 năm rồi. Thiếu 3 tháng nữa là đủ 8 năm. Cho nên khi mà trong thực tế chúng ta sẽ phải gì ạ? Khi chúng ta làm thực chúng ta phải kiểm tra lại xem là Bộ Giao thông Vận tải đã công bố cái nào thay cái 640 chưa? Thay cái 640 chưa? Thế thì cái cách mà tìm như sau. Các bạn sẽ vào Google. Chúng ta search cái phân loại đường bộ. Đây. Chúng ta xem là cái phân loại đường bộ đã có cái nào mới hơn chưa. Ví dụ trong hợp này chúng ta thấy rằng ở trang web của thư viện pháp luật.vn thì vẫn là 640. Năm 2011 thì vẫn thế thôi chứ chưa có gì thay đổi. 32 năm 2015 chúng ta không quan tâm vì nó cũ hơn. À đây xem cái gì đây. Not found, bỏ qua. Năm 2011 đúng chưa? Vân vân thì có lẽ là tính đến thời điểm hiện tại thì cũng chưa có cái nào mới hơn cái 640. Nhưng mà khi chúng ta làm thực thì chúng ta nên kiểm tra một chút bằng cái từ khóa gì ạ? Chúng ta vào google.com.vn. Sau đó chúng ta search cái gì ạ? Là phân loại đường bộ. Search cái từ này xem nó ra là cái nào là mới nhất. Ok. Đấy. Thì đấy là cái cách mà để chúng ta xem cái mới nhất. Rồi tôi đi quay trở lại cái quyết định 640 để hướng dẫn chúng ta cái việc mà tra loại đường bộ xem như nào. Chúng thấy đây ạ, có dấu và có bộ thay mặt của là ông Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng đã ký năm 2011. Chúng thấy này, phân loại đường bộ năm 2011, số 640 năm 2011 này, thì của đầu tiên người ta liệt kê các quốc lộ, ví dụ quốc lộ 1, quốc lộ 2, đấy, rồi là quốc lộ 10, quốc lộ 12 vân vân. Đấy. Thì tôi lấy ví dụ bây giờ quốc lộ 10 chẳng hạn đi. À tôi phiên là chỗ này đây, quốc lộ 10 đi. Quốc lộ 10. Thì đầu tiên chúng ta nhìn cái cột này 1 2 3 4, cột thứ tư trở đi là loại 1, loại 2, loại 3, loại 4, loại 5, loại 6. Thì đây là các đây là đường loại 1 này, đây đường loại 2 và đây đường loại 6. Ok chưa ạ? Thì ví dụ quốc lộ 10 từ km số 00 đến số 6 cộng 414, tức là 6,414 km. Đây chúng ta thấy ạ, 6,4 km đi qua địa bàn tỉnh Ninh Bình. Tỉnh Ninh Bình thì chúng ta thấy ạ, cái 6,4 này là tương ứng với gì ạ? Ứng với cột loại 2, có nghĩa là cái cung đường từ km số 0 đến số 6 cộng 414 là 6,4 cây này, nó là đường loại 2. Tiếp theo vẫn là cái đường 10 này, nhưng mà chúng ta đến Thanh Hóa, từ km số 187 đến km số 231 cộng 667, tức là 231 mà trừ đi 187 thì chúng ta sẽ được là chỗ này là gì ạ? Là 44,7 km. 44,7 này đi qua tỉnh Thanh Hóa và chúng ta gióng lên trên chúng ta xem loại mấy, loại 4 đúng chưa ạ? Như vậy ta biết ngay là cái loại đường này là loại 4, được chưa ạ? Đấy. Tương tự như vậy cho các cái quốc lộ khác thì các bạn cứ xem là mình vận chuyển từ đâu đến đâu, từ km nào đến km nào, để chúng ta xem là cái cự ly chúng tự trừ thôi. Chúng ta lấy cái km sau trừ km trước thì sẽ ra được cự ly, sau đó tra với các cái cự ly này sẽ ra được là biết được nó ở đường loại mấy. Ok chưa ạ? Như vậy chốt lại là đối với quốc lộ thì chúng ta sẽ tạm thời tại thời điểm mà tôi làm video là 640.
Đấy, sau này chúng ta làm chúng ta sẽ search trên google.com.vn xem nào quyết định mới hơn. Chúng ta sẽ tra tương tự thôi ạ. Rồi. Thế nhưng mà có những trường hợp là xe ô tô của chúng ta vận chuyển cát, vận chuyển đá, vân vân, chúng ta không có đi qua đường quốc lộ thế nào cả, chúng ta thi công ở trong huyện, trong xã thì làm thế nào? Thì trong hợp đấy là chúng ta sẽ phải search trên Google xem là cái phân loại đường bộ của cái tỉnh đấy, đấy, mới nhất là như nào để chúng ta áp dụng. Tôi lấy ví dụ, bây giờ tôi sẽ phân loại đường bộ nhưng mà tỉnh Lào Cai chẳng hạn này. Đấy, thì chúng ta search trên Google là phân loại đường bộ tỉnh Lào Cai, tỉnh Yên Bái, tỉnh Lai Châu, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Long An, vân vân. Là search như thế này. Tôi thấy ạ, quyết định số 210 của ban dân tỉnh Lào Cai năm 2017 về gì đã xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải đường bộ năm 2017 của tỉnh Lào Cai quá chuẩn rồi. Chắc chắn là cái này rồi, chúng ta nháy phải chọn mở trong tab mới. Rồi, chúng ta thấy ạ, cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai, Sở Giao thông Vận tải quá chuẩn rồi. Chúng ta sẽ tải cái quyết định số 210 về. Chúng ta tải nó về ở đây. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy ạ, Ủy ban dân tỉnh Lào Cai này, đấy, quyết định số 210 năm 2017 tháng 1 năm 2017 về việc xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải đường bộ năm 2017 của tỉnh Lào Cai. Đó, thì chúng ta thấy ạ, đây là đại diện của tỉnh là ông Nguyễn Thanh Dương, ông đã ký ở đây, dấu đỏ ở đây, chúng ta xem. Đây, cái này nó lại chéo à, xoay xoay. Rồi, thì phân loại đường bộ của tỉnh, chúng ta thấy này, đường tỉnh 152, đường tỉnh 151B, đường tỉnh 152B có cái lý trình từ km nào đến km nào, chiều dài là bao nhiêu, và loại đường, chúng ta xem ạ, 1, loại 2, loại 3, loại 4, loại 5, loại 6. Cũng giống như cái 640 là có 6 loại đường, thì tỉnh Lào Cai cũng phân làm 6. Đấy. Thế thì ở đây chúng ta thấy là gì ạ? Ví dụ như là đường tỉnh đoạn từ Sapa đến Bản Gen là 15 cây, chúng ta xem ạ, 15 đây. Mặt đường hư hỏng đúng không ạ? Ôi thế thì loại 6 là đúng rồi. 15 cây là đường loại 6. Tôi lấy ví dụ như đường tỉnh rồi, chỗ này rồi bị xoay tiếp à. Vân vân, ví dụ đoạn từ Hợp Thành đến Bắc Cường chẳng hạn là 12 cây, 12 cây ở đây. Thì đây nó là đường loại này, đường loại 5. 5 hay 4 đây. Đây là 6, đây 5, đây là 4. Đây, 12 cây đường loại 4. Ok chưa ạ? Nói tóm lại là đối với một tỉnh thì chúng ta sẽ phải search trên Google. Nhắc lại là phân loại đường bộ tỉnh, sau đó là tên tỉnh. Đấy. Thì chúng ta sẽ tải được, ví dụ trường hợp là cái phân loại đường bộ của tỉnh Lào Cai, như chúng ta đã nhìn thấy trên màn hình là số 210 năm 2017. Thì chúng ta sẽ được chi tiết từng cái tỉnh, từng xã, từng thôn, từng huyện, trên địa bàn huyện, trên địa bàn xã của họ. Đấy, thì chúng ta sẽ biết được là đường loại mấy. Như vừa rồi. Đấy. Rồi. Như vậy yếu tố phụ thứ hai là loại đường. Tôi đã giải thích cho hai loại đường, một là 640 của Bộ Giao thông là quốc lộ, và thứ hai là tùy từng tỉnh, mỗi tỉnh người ta sẽ ban hành cái phân loại đường bộ của họ. Yếu tố phụ thuộc thứ ba đó là cự ly vận chuyển tính theo đơn vị là km. Ví dụ 1 cây là dòng thứ nhất, 5 cây là dòng thứ năm, vân vân. Thì trong này họ có rất nhiều cự ly 30 cây, 40 cây, rồi là 90 cây, 100 cây và cuối cùng là 101 cây trở lên. Đấy. Đấy, thì cự ly vận chuyển thì chúng ta xác định dễ rồi, chúng ta cứ lấy cái điểm đầu trừ điểm điểm cuối trừ điểm đầu là xong. Đấy, hoặc là km cuối trừ km đầu là xong. Tuy nhiên nếu như mà từ bãi cát, bãi đá hay là từ các đại lý sắt thép mà đến trên công trình chúng ta ấy, nó có nhiều cái loại đường tốt xấu khác nhau thì chúng ta phải tách làm các cung đường khác nhau, chứ không để cả như vậy để tính, mà chúng ta phải tách ra. Ví dụ cung đường thứ nhất đường loại 1, nhưng mà đi gần trên công trình nó càng về phía xa trung tâm thì nó càng xấu, thì có thể đường loại 4, loại 5, loại 6, vân vân. Thì chúng ta phải tách nó ra, cự ly như vậy. Và lưu thứ hai về cự ly là gì ạ? Chúng ta thấy rằng là đất nước chúng ta là giải hình chữ S, cỡ độ khoảng 2.000, trên dưới 2.000 cây gì đó, 2.000 km. Mà chúng ta có 63 tỉnh, thế như vậy là 2.000 mà chia 63 thì đâu đó cỡ độ khoảng, cái chiều dài đấy theo hình chữ S của chúng ta cỡ độ khoảng 30 km cho một tỉnh, trung bình là như thế. Cho nên là cái đường kính của một tỉnh mà cái bề ngang của đất nước chúng ta nó khá là hẹp,
nhất là từ miền Trung, từ Nghệ An, Thanh Hóa trở đi thì nó rất là hẹp. Đó. Miền Bắc thì phía trên còn cái bề ngang còn tương đối một chút, từ miền Trung, từ Thanh Hóa, Nghệ An bắt đầu hẹp rồi. Cho nên là cái đường kính của một tỉnh có lẽ đâu đó độ khoảng 3-40 cây thôi, chứ không hơn được đâu. Cho nên là khi chúng ta vận chuyển, chúng ta thấy rằng là anh nào đó anh đưa vào hay bạn nào đó đưa vào đến tận 5-6-70 cây thì có lẽ chúng ta phải xem lại, hình như chúng ta nhầm cự ly. Chứ không có chuyện là chúng ta thi công ở tỉnh Lạng Sơn chúng ta lại sang tỉnh tận tỉnh Vĩnh Phúc để chúng ta mua cát chẳng hạn, thì có lẽ nó cũng rất là hiếm khi như vậy cả. Đấy. Thế cho nên là cái cự ly vận chuyển của chúng ta đâu đó được khoảng 30 cây đổ lại thì có lẽ là hợp lý. Còn lớn hơn thì chúng ta phải kiểm tra lại xem là tại sao đến tận 50 cây, 70 cây thế này, hay là chúng ta nhập nhầm, hay là chúng ta tính nhầm, trừ nhầm làm sao đó. Ok chưa? Như vậy yếu tố thứ ba là cự ly tính bằng km. Yếu tố phụ thuộc cuối cùng, chúng ta thấy bảng cước ở đây họ tính bằng đồng này, cho một tấn của cát, tấn đá, tấn thép, tấn xi măng, vân vân, tấn gạch trên 1 km, chứ họ không tính là đơn vị là đồng trên 1 mét khối, hay là đồng cho 1 kg xi măng, hay là đồng cho 1 viên gạch, là họ không tính như vậy, họ tính đồng trên tấn. Cho nên là chúng ta phải quy đổi cái đơn vị từ từ tấn sang mét khối. Chúng ta phải quy đổi đơn vị từ tấn sang mét khối. Thì hiện nay chúng ta có một cái tài liệu như sau để chúng ta quy đổi. Đây. Chúng ta nhìn trên màn hình chúng ta thấy chúng ta sẽ sử dụng cái quyết định số 1329, hay dùng cái thuật ngữ chính xác hơn là định mức số 1329 năm 2016 do Bộ Xây dựng công bố. Đấy, chúng ta sẽ sử dụng cái định mức số 1329 năm 2016 về quyết định về công bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng. Đấy, thì cái đây là cái tờ bìa do Bộ Xây dựng người ta đưa lên trên internet để chúng ta lấy. 1329 năm 2016 do Bộ Xây dựng công bố. Thế thì đây là cái file mềm về định mức. Thế chúng ta sẽ lấy ở đâu ra? Chúng ta sẽ lấy ở đâu ra để được cái định mức này? Thì khuyến nghị các bạn mở phần mềm dự toán G8 ra. Sau đó các bạn bấm sang bên sheet luật xây dựng ở đây. Hoặc là chúng ta vào menu dự toán luật xây dựng thì cũng thế thôi ạ. Đấy, trong này nó gợi ý là hệ thống luật xây dựng như định mức, thông tư, nghị định và các văn bản pháp luật đấy ạ. Đây chúng ta thấy ạ. Có gợi ý cái đấy. Chúng ta có thể bấm vào đây, hoặc là chúng ta có thể là bấm luôn vào cái sheet là xây dựng ở phía dưới này. Là xây dựng ở phía dưới này thì cũng thế thôi. Thì cái quyết định, cái định mức số 1329 nó sẽ nằm ở đây, chúng ta thấy ạ. Đây, phóng to để chúng ta cùng nhìn. 1329 năm 2016 về định mức vật liệu trong xây dựng. Ở đằng ngoài cùng có cột là cột tải về, chúng ta kích vào đây. Đấy, thì nó ra là cái website của Bộ Xây dựng là xây dựng.gap.vn ở đây, chúng ta thấy ạ. Đây. Website của Bộ Xây dựng, cho nên chúng ta hoàn toàn yên tâm để mà tải cái file mềm này. Vì tải như thế thì nó sẽ yên tâm là cái nguồn là nguồn chính xác, và cái file này nó không có bị làm giả, không có bị sai lệch đi. Chúng ta rất yên tâm trang web của Bộ Xây dựng rồi. Thì ở đây là định mức số 1329 đây. Và cái cuối cùng, cái quan trọng nhất ấy, là cái file, có hai file, một file là file này, file tờ bìa size, tức là cái chữ ký, cái tờ bìa ngoài cùng đấy ạ. Còn đây là cái nội dung chính, thì tôi tải cái nội dung về. Thì file nội dung này, file ra thì tôi đã tải rồi, thì tôi chỉ hướng dẫn các bạn tải thôi. Các bạn mở tải xong thì các bạn nháy phải chọn extract here, hay là giải nén tại đây chẳng hạn, thì các bạn giải nén ra. Đấy. Thì khi giải nén ra xong thì nó sẽ ra một cái thư mục gồm có một file, có cả một cái rất nhiều file như này. Thì trong này có nhiều file lắm, thì chúng ta lấy ở cái file này nhé. File có nội dung như này. Đây, tôi sẽ đưa sang cái màn hình này để chúng ta cùng nhìn. Đây, chúng ta lấy ở cái file có tên là 52 phụ lục số 2 trọng lượng. Đấy. Thế còn cái phía sau này chúng ta không quan tâm lắm, nhưng mà cái này tôi nói thêm tí là có thể là cái này là ngày đưa up lên mạng là ngày 19 tháng 12
năm 2016. Thế còn cái các con số phía sau này chắc là các cái ID của cái file này chúng ta không quan tâm lắm. Đại loại chúng ta chỉ quan tâm đến cái file mà có chữ trọng lượng này, .pdf này. Chúng ta mở nó ra. Đây, file này. Chúng ta mở nó ra. Thì ở cái file này là có một cái bảng phụ lục. Đấy, là phụ lục về trọng lượng đơn vị của vật liệu. Đấy, cái đầu tiên là vật liệu phi kim, không kim loại phi kim. Thì chúng ta thấy ạ, có rất nhiều các loại vật liệu, cái mà chúng ta hay vận chuyển như cát, đá, sỏi. Đây, tôi lấy ví dụ cát này, cát mịn, đấy, không module nhỏ hơn 0,7 thì là 1.200 kg trên mét khối. 1.200 kg trên mét khối. Thế nhưng mà đây chúng ta tính bằng gì ạ? Đơn vị là tấn, đúng chưa ạ? Thế cho nên là chúng ta lại phải quy đổi cái kg sang tấn bằng cách là gì ạ? Chúng ta chia 1.200 này chia 1.000 thì sẽ là 1,2 tấn cho một khối. Hay ví dụ cát vàng chẳng hạn, module lớn 2 thì là 1.450, chúng ta chia 1.000 thì sẽ ra là 1,45 tấn cho một mét khối cát. Đó. Nói tóm lại là tất cả đơn vị là kg, ở đây chúng ta phải chia 1.000 để ra đơn vị tấn. Ví dụ chỗ này là 1,2, 1,38, 1,31, 1,45. Đây là cát. Tiếp theo phía dưới các loại đá, ví dụ đá từ 0,5 đến 2 là 1,55. Đấy. Đá mà chúng ta hay đổ bê tông là hai cái loại này thì 1,5 tấn cho một khối. Tiếp theo phía dưới thì có rất nhiều loại gạch, gạch chỉ mà chúng ta hay để xây tường đấy ạ, đi tường bao ở ngoài đấy ạ, gạch đặc. Thì là 2,3 cân cho một viên. Thì nó rất là nhỏ, nhưng mà chúng ta không vì nhỏ mà chúng ta không chia đâu nhé. Chúng ta vẫn phải chia 1.000. 2,3 chia 1.000 sẽ ra là 0,0023 tấn cho một viên gạch. Một viên gạch thế thôi ạ, chỉ là 0,0023 tấn thôi. Các loại gạch thẻ, gạch ống, gạch lỗ qua đây. Các loại gạch men, các loại gạch ceramic, các loại gỗ, gỗ, các loại giấy, các loại kính, các độ dày khác nhau. 1 ly, 1 ly rưỡi, 3, 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly, vân vân. Các loại ngói, vân vân, các loại thủy tinh, thạch cao, rồi là vân vân. Đấy, chúng ta thấy ạ, vân vân. Phía dưới này còn nữa, các loại vật liệu hỗn hợp chúng ta có các cái tỉ trọng của nó. Đấy, thì như vậy là chúng ta tra cái tỉ trọng ở cái bảng phụ lục này, chúng ta sẽ biết được nó là bao nhiêu. Tuy nhiên chúng ta lưu ý một chút là gì ạ? Là có hai cái loại vật liệu mà chúng ta rất hay sử dụng. Hai cái vật liệu chúng ta rất hay sử dụng đó là gì ạ? Đó là thép. Có thể là thép hình, thép tấm, có thể là thép tròn, thép gai, phi 8, phi 10, phi 20, phi 22, phi 25 vân vân. Rồi xi măng. Rất nhiều các loại vật liệu mà người ta dùng hay dùng cái đơn vị là kg. Cái đơn vị này là trong định mức và trong đơn giá, định mức do Bộ Xây dựng và các tỉnh họ cũng và các bộ khác họ công bố. Đấy. Thì trong định mức người ta hay sử dụng đơn vị của thép, của xi măng là kg và nhiều vật liệu khác là kg. Thì trong hợp đấy là chúng ta không cần phải tra cái định mức 1329 nữa. Vì sao? Vì đơn vị nó là kg, nó cùng cái hệ đơn vị là tấn rồi. Cho nên là chúng ta không phải tra ở đây. Tôi lấy ví dụ như này. Ví dụ, tôi lấy ví dụ xi măng. Ai đó đang muốn tính cước vận chuyển của xi măng. Thì chúng ta không cần phải tra cái bảng này. Vì thế này, nếu mà chúng ta tra xi măng ở đây. Đây, ví dụ chúng ta tra xi măng ở đây là 1.500, sau đó chúng ta không để ý, chúng ta chia cho 1.000 ra được 1,5. Ồ, 1,5. Thế nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng đấy là 1,5 tấn cho mét khối xi măng, chứ không phải là 1,5 tấn cho 1 kg xi măng. Đấy, cho nên là khi mà chúng ta vội, chúng ta để 1,5 là chúng ta tính sai đấy. Là cước vận chuyển chúng ta lên rất là nhiều. Trong đó, vì cái đơn vị tính của nó là kg, cho nên trọng lượng đơn vị của xi măng hoặc là của thép ấy, trong hợp này ấy, sẽ là 1 kg mà chia 1.000 sẽ bằng là gì ạ? 0,001. Đây, xi măng này, đây, thép này, thì trọng lượng sẽ là như nào ạ? Sẽ là 1 này mà chia cho 1.000, đúng chưa ạ? Bằng 0,001 kg cho 1 tấn. À, tôi xin lỗi, tấn trên 1 kg, đúng chưa? Có đúng là 1 kg thì nó bằng 1/1000 của tấn, đúng không ạ? Thì 1 kg bằng 0,01 tấn, đúng chưa? Đấy. Nhìn thì nghe nó rất là không thuận tai. Tấn trên 1 kg không thuận tai, nhưng thực tế là như thế. Tóm lại
Đối với các cái vật liệu mà đơn vị tính là kg như là thép, như là xi măng vân vân thì chúng ta chỉ cần nhớ được cái trọng đơn vị là gì ạ? Là 0,01. Và chúng ta không cần thiết phải tra cái này nữa. Vì chúng ta tra nó càng sai. Đó, vì đơn vị ở đây người ta không phải bằng kg mà lại bằng gì ạ? Bằng khối cơ. Đây chúng ta thấy nhá. Kg trên khối chứ không phải là. Ok chưa ạ? Đấy. Do lưu ý như vậy. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại cái việc tính cước của chúng ta. Tôi nhắc lại có 4 yếu tố phụ thuộc. Thứ nhất là bậc hàng, có 4 bậc hàng. Thứ hai loại đường là thông thường có 5-6 loại đường mà chúng ta tra theo cái 640 của Bộ Giao thông hoặc là cái phân loại đường của tỉnh. Cái thứ ba là cự ly vận chuyển. Và cái cuối cùng là trọng lượng đơn vị để quy đổi từ khối sang tấn, từ tấn sang khối vân vân theo cái định mức 1329. Đấy. Thế bây giờ chúng ta sẽ tra vào tính cước thế nào? Thì tôi lấy ví dụ bây giờ chúng ta vận chuyển là 10 km mà đường loại 4 chẳng hạn, thì chúng ta gióng 10 sang đây, chúng ta gióng 4 xuống đây, thì chúng ta sẽ được cái gì ạ? 3.035 đồng cho một tấn cho một km. Vậy 10 km chúng ta nhân 10 lên, sau đó chúng ta nhân với tỷ trọng của cái vật liệu đấy là xong. Đấy. Thế thì để cụ thể hơn thì bây giờ sau khi tôi đã hướng dẫn cái lý thuyết tính rồi thì các bạn sẽ tạm dừng cái video này lại, chúng ta suy ngẫm lại một chút, chúng ta ôn lại cái lý thuyết, chúng ta có thể xem lại cái video này một chút. Đó. Sau đó các bạn tua tiếp và tôi sẽ ra bài tập và chúng ta sẽ làm xong thì các bạn sẽ đọ kết quả, so sánh kết quả với cả cái video này. Rồi thì bây giờ chúng ta làm bài tập này. Bây giờ chúng ta làm bài tập về cước vận chuyển. Bài tập về cước vận chuyển. Bài số 1. Các bạn chép đề bài. Các bạn vẫn để video, các bạn chép đề bài bài 1 này. Là tính cước vận chuyển bằng ô tô cho 1 mét khối cát vàng tại tỉnh Lào Cai với cái thông số là như nào, là cự ly là 10 km và đường loại 4. Cự ly là 10 km và đường loại 4. Đấy. Cự ly 10 km và đường loại 4. Ok chưa? Đấy. Mười km đường loại 4. Thì bây giờ đang là cái cước của Long An. Thì bây giờ tôi sẽ mở cái cước của tỉnh Lào Cai ra để chúng ta nhìn đề bài đã. Đây. Tại thời điểm này thì chúng ta sử dụng cái cước vận chuyển số 2188 năm 2014 của tỉnh Lào Cai. Tôi nhắc lại là khi chúng ta làm công trình ở tỉnh nào thì chúng ta phải theo hệ thống định mức đơn giá, rồi là giá cước vận chuyển vân vân của tỉnh đó. Ví dụ chúng ta làm ở Lào Cai, chúng ta phải theo Lào Cai. Đấy. Bây giờ tôi sẽ dở cái màn hình cước để chúng ta xem. Đầu tiên chúng ta xem là cái cước này là đã bao gồm thuế VAT chưa. Đây, điều 2. Giá cước trong quyết định này là giá cước tối đa chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, có nghĩa là trước thuế, cho nên chúng ta là chưa bao gồm thuế, cho nên là chúng ta không cần phải chia cho 1,1. Trong lần này chúng ta không cần phải chia 1,1. Rồi. Như vậy là có tỉnh thì lại bao gồm thuế rồi, nhưng có tỉnh lại là chưa bao gồm thuế, cho nên là chúng ta phải lưu ý chưa bao gồm thuế thì thôi chúng ta không phải chia 1,1. Còn nếu mà đã bao gồm thuế rồi là chúng ta lại phải chia 1,1 ra. Đấy. Chúng ta lưu ý như vậy. Đây, phía dưới là cái bảng cước, tôi sẽ để cái màn hình bảng cước để chúng ta tra. Đây. Đây là phụ lục biểu cước vận chuyển số 2188. Các bạn sẽ nhìn được cái màn hình này. Tôi dở đề bài để ai đó chưa kịp chép nhé, chưa kịp nhìn lại cái đề bài. 1 mét khối cát vàng này tại tỉnh Lào Cai này, cự ly là 10 cây đường loại 4. Đấy. Thì đây là đề bài. Các bạn có thể tạm dừng cái video này để các bạn chép cái đề bài này vào cái màn hình Excel của các bạn. Các bạn lưu ý là mở một cái file Excel trắng trơn, chưa có gì cả. Các bạn chép đề bài này vào. Sau đó chép xong thì các bạn cho video tua tiếp.
để các bạn nhìn cái số liệu bên này. Đấy, các bạn nhìn số liệu bên này. Và bây giờ các bạn bấm tạm dừng video đấy ạ. Các bạn tất cả để chúng ta đều bấm tạm dừng video. Sau đó chúng ta tự làm bằng tay, tự tra bảng biểu, tự tra tất cả mọi thứ, tự làm tất cả mọi thứ. Sau đó khi nào chúng ta làm xong ra được con số cuối cùng rồi, đấy, xem giá cước là bao nhiêu đấy, thì chúng ta bấm video tiếp cho nó chạy tiếp để mà chúng ta xem cái kết quả chúng ta làm so với cả kết quả của tôi làm xem thế nào, đấy, xem là nó có vấn đề gì không. Để chúng ta luyện tập bằng tay thôi mà, để chúng ta biết cách làm. Đấy, chúng ta biết cách làm. Rồi, sau khi mà chúng ta làm rồi, bài tập rồi, bây giờ các bạn sẽ tua cái video này để chúng ta chạy tiếp. Bây giờ tôi chữa bài tập này. Tôi chữa bài tập. Đây. Đây. Cát Vàng tại tỉnh Lào Cai. Thế đầu tiên chúng ta phải xác định là cái tỉ trọng của cát vàng. Tỉ trọng. Cát vàng. Tỉ trọng thì tôi nhắc lại là chúng ta sẽ theo cái 1329 này. Đấy, và chúng ta sẽ theo phụ lục này để chúng ta tra được xem là cái tỉ trọng của cái cát là bao nhiêu, cát vàng là bao nhiêu. Đây, 1,45. 1450 chúng ta chia 1000 được 1,45 đúng chưa ạ? Đấy, 1,45 tấn cho một gì ạ? 1 mét khối. Tiếp theo chúng ta xác định xem là cát vàng này nó là hàng bậc mấy để chúng ta cái hệ số bậc hàng. Bậc hàng chúng ta xem. Bậc hàng đây. À tôi xin lỗi, nó phía dưới. Phía trên, tỉnh Lào Cai để phía trên. Hàng bậc 1 gồm có là đất, cát, đá, sỏi, gạch các loại. Như vậy cát, chúng ta thấy là cát vàng là cát đúng chưa? Vậy thì bậc hàng của chúng ta là hàng bậc 1. Như vậy là hệ số bậc hàng là gì ạ? Hàng bậc 1 thì hệ số nó chính là 1. Hệ số bậc hàng, viết tắt cho đỡ mất bậc hàng, chính là 1. Được chưa? Rồi, thế vậy thì bây giờ cái công thức tính của chúng ta là sẽ gì ạ? Đầu tiên cái tỉ trọng của chúng ta sẽ là gì? 1,45 tấn cho 1 mét khối, chưa ạ? Rồi nhân. Giờ cự ly của chúng ta là 10 cây, chúng ta nhân 10 lần lên. 10 km. Nhân tiếp. Nhân tiếp với cả giá cước, chưa ạ? Đấy, giá cước. Chúng ta xem là 10 cây đường loại 4 là bao nhiêu. Thì bây giờ chúng ta lại tra lại cái bảng này. 10 cây đường loại 4. Chúng ta tra cái bảng này. Đường loại 4 ở đây, cột này chúng ta gióng xuống. Đường 10 cây chúng ta gióng sang ngang là chúng ta được là 6096 đồng. 6096 đồng cho 1 tấn. 6000 này 096 đồng trên 1 tấn trên 1 km. Chúng ta nhân thiết cái gì nữa không? Trong hợp này cái bậc hàng là bậc 1, cho nên hệ số bậc hàng là 1, thì chúng ta nhân với 1. Nhân 1 thì nhân cũng được mà không nhân cũng không sao cả. Nhưng tôi vẫn để nhân đây để nhắc nhở lưu ý các bạn rằng là đối với trường hợp khác, ví dụ đá học chẳng hạn, thì nó lại là hàng bậc 2, thì lúc này hệ số ấy là khác. Ví dụ đá học ấy, thì trong hợp này nó sẽ là cái bậc hàng nó sẽ là gì ạ? Đây. Đây chẳng hạn, đá học chẳng hạn thì hàng bậc 2 thì lại tính bằng 1,3 lần. Thì lúc đấy cái hệ số ấy sẽ là 1,3 lần. Để tôi nhắc mà chúng ta nhớ lại cái bài học. Tỉ trọng nhân cự ly vận chuyển. Đấy, nhân với cả giá cước, nhân với cả hệ số bậc hàng hết. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ có kết quả là bằng thế nào ạ? Bằng. Tôi sẽ phải bỏ cái này đi. Bỏ các cái chữ này đi. Nhân 10 km nhân 6096 đồng trên tấn trên km nhân 1 bỏ qua. Rồi. Như vậy chúng ta được kết quả bao nhiêu ạ? Là đồng
trên mét khối. 88.392 đồng cho một mét khối vận chuyển cát vàng bằng ô tô. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại xem có đúng không nhé. Đồng sẽ đúng đơn vị là đã là đồng trên khối chưa? Tấn ở phía trên với cả tấn ở phía dưới triệt tiêu là mất tấn rồi. Chỗ này đồng ở trên và cả cái này không có tí nào đồng khác thì vẫn còn giữ nguyên đồng. Mét khối ở dưới, cả phía sau này không có mét khối nào cả, thì chỗ này sẽ là trên mét khối là đúng rồi. Km ở trên với cả km ở dưới là triệt tiêu. Thế như vậy là chúng ta còn cuối cùng đơn vị là đồng trên mét khối, 88.392 đồng trên mét khối. Đó, thì cái công thức tính này như này và kết quả như này. Chúng ta sẽ đọ lại, so sánh lại cái công thức của chúng ta và kết quả chúng ta xem có bị sai lệch gì không. Đấy, và chúng ta tìm hiểu nguyên nhân. Đây là bài số 1. Đấy, chúng ta có thể nghỉ giải lao một chút. Sau đó thì chúng ta trước khi giải lao chúng ta bấm tạm dừng cái video này, bởi vì cái bài học của chúng ta sáng nay, bài số 2 này cũng khá là mất thời gian rồi. Chúng ta nên nghỉ ngơi khoảng 10-15 phút, sau đó chúng ta làm tiếp bài 2. Các bạn nên tạm dừng video và nghỉ, sau đó thì chúng ta hãng làm tiếp. Rồi tiếp theo, bây giờ các bạn nghỉ xong rồi các bạn vào, chúng ta sẽ làm tiếp bài tập số 2. Bài tập số 1 thì nó khá đơn giản, nó chỉ là 1 mét khối và cái cung đường nó chỉ có 1 cung đường thôi. Một cung đường 10 cây đồng loại 4 nó rất đơn giản. Bây giờ chúng ta sang bài tập số 2. Là tính cước vận chuyển bằng ô tô, nhưng mà không phải cho cát mà là cho 1 mét khối đá cũng tại tỉnh Lào Cai. Cự ly này gồm có 2 cung đường, cung thứ nhất là 5 km đường loại 1 và cung thứ hai là 8 km đường loại 3. Đấy. Thế thì bây giờ các bạn chép cái đề bài này đấy, vào cái màn hình Excel của các bạn. Đấy. Các bạn tạm dừng video, sau đó các bạn chép cái màn cái đề bài, y nguyên đề bài này vào cái màn hình Excel của các bạn. Đó. Sau đó sau khi mà chép xong rồi thì các bạn tua cái video này và tôi sẽ để số liệu của số liệu cước của tỉnh Lào Cai cho các bạn. Số liệu cước. Và nhân tiện thì tôi tra hộ luôn các bạn cái tỉ trọng của đá học. Chúng ta thấy đây là cát này. Đá học đây là 1.500 cân cho 1 mét khối, chúng ta chia 1.000 thì là 1.5 tấn cho 1 mét khối. Như vậy cái trọng lượng đơn vị của đá là 1.5. Đấy, thì chúng ta thấy chỗ này là có 1.5 nhé, chúng ta nhớ, chúng ta ghi luôn và cái màn hình Excel của chúng ta là tỉ trọng là 1.5 đấy ạ, để chúng ta nhớ đấy ạ. Rồi. Thế bây giờ tôi để cái bảng cước số 2188 của Lào Cai để chúng ta tra cước. Đấy, tôi để màn hình như này, tôi không gợi gì thêm. Và bây giờ các bạn sẽ bấm tạm dừng cái video này lại. Sau đó các bạn làm bài tập. Đó, làm xong thì các bạn hãy bấm tiếp tục cái video. Ok chưa ạ? Rồi chúng ta làm đi ạ. Và giả sử rằng là các bạn đã làm xong thì các bạn bấm tiếp video đi ạ. Các bạn bấm tiếp video để các bạn xem. Giờ các bạn sẽ so sánh kết quả chúng ta làm bằng tay trên Excel, không có sự trợ giúp của công cụ nào cả, chúng ta tự làm tay, tự tra số liệu, tự thành lập công thức và ra được kết quả cuối cùng. Đó. Và giả sử rằng bạn đã xong rồi thì bây giờ các bạn sẽ so sánh kết quả các bạn với kết quả tôi chữa bài tập trên màn hình xem thế nào. Trong thời gian là cỡ khoảng gần 11 năm giảng dạy thì tôi thấy rằng là đa phần các bạn ấy sẽ tính kiểu này. Các bạn sẽ đường loại 5 km đường loại 1 các bạn gióng sang đây thì các bạn được là 3.225 đồng cho một tấn cho 1 km. Xong bạn nhân với 5 cây. Tiếp theo bạn tra 8 cây đường loại 3, bạn từ dòng 8 cây này bạn sang đường loại 3 bạn được là 4.388 đồng cho một tấn cho một cây. Xong bạn nhân với 8, xong bạn nhân tỉ trọng, xong bạn nhân với hệ số bậc hàng thì bạn ra kết quả như thế. Thì tôi thấy thông thường là các bạn hay làm theo như thế. Tuy nhiên thì cái cách làm thực sự nó không phải như vậy mà nó lại phải thế này. Các bạn phải lấy 5 cây. Đề bài là 5 cây đồng loại 1 đúng chưa? Và 8 cây đồng loại 3 đúng chưa? Thì chúng ta phải lấy 5 cây của cung đường thứ nhất cộng 8 km của cung đường thứ hai ra 13 km đây. Sau đó chúng ta tra 13 km gióng sang hàng ngang này, gặp đường loại 1 thì nó được là 1.951 đồng thôi ạ, chứ không phải là tận 3.200 đâu nhé.
Tiếp theo 13 cây này chúng ta gióng sang đường loại 3. Đây đường loại 3 gióng xuống đúng chưa ạ? 13 cây. Chúng ta được có 3.412 đồng thôi ạ, chứ không phải là lên tận 4.388 đồng đâu. Đó. Như vậy là khi chúng ta tra cái cước là chúng ta phải tra theo tổng cự ly. Ví dụ trong hợp này là 13 cây, chứ không phải là chúng ta tra 5 cây sang ngang hoặc 8 cây sang ngang đâu ạ, là không đúng đâu ạ. Chúng ta phải tra tổng cự ly nhé. Thì bây giờ cụ thể tôi sẽ làm, tôi chữa bài tập này. Thì để tôi sẽ copy cái này sang đây cho nó tôi đỡ mất công sửa nhé. Đây. Trong hợp này tôi vừa nói rằng là cái tỷ trọng là 1,5 đúng không ạ? Tỷ trọng của vật liệu chỗ này đúng rồi là 1,5. Rồi. 1,5 tấn trên mét khối. Nhân này. Đầu tiên tôi có 5 km đúng chưa? Đường loại 1 đúng chưa? Đường loại 1, 5 km đường loại 1. Đường loại 1 đây. Nhưng mà chúng ta không tra cái năm này mà chúng ta lại tra tổng cự ly là 5 cộng 8 13, chúng ta tra 13 được 1.951 đồng. 1.951 đồng cho 1 tấn cho 1 km. Được chưa ạ? 1.951 đồng. Tiếp theo 13 cây lại gióng sang đường loại 3 được 3.412 đồng. Chúng ta sang cung đường thứ hai là gì ạ? Cộng với cả cung đường thứ hai là mấy cây ạ? Là 8 km đúng chưa ạ? Chúng ta thay con 8 vào đây. Tôi quên mấy con số rồi. 3412 3.412 đồng cho 1 tấn 1 km được chưa? Tỷ trọng này nhân với giá cước của từng cung đường một cộng lại này, nhân với cả cái gì tiếp? Nhân với hệ số bậc hàng đúng chưa? Hệ số bậc hàng thì tôi giải thích lại các bạn. Trong hợp này đã học đúng chưa? Đây chỉ đã học đây. Hàng bậc 2 đây. Đá các loại trừ đá xay đã học. Như vậy nó là hàng bậc 2. Hàng bậc 2. Hàng bậc 2 thì cái hệ số bằng 1,1 lần. Đấy, 1,1 lần, chúng ta thấy chưa? Được tính bằng 1,1 lần giá cước hàng bậc 1. Vậy thì công thức của chúng ta ở đây sẽ gì ạ? Nhân với 1,1 lần thôi thì nó không có đơn vị gì cả. Đấy, đúng chưa? Rồi. Đấy, như vậy công thức tôi kiểm tra lại này. Tỷ trọng này nhân với giá cước của từng cung đường một này, nhân với cả hệ số bậc hàng này. Đấy, hết. Đấy, chúng ta tính toán sẽ ra bao nhiêu. 1,5 này nhân này 5 nhân với cả giá cước này cộng 8 nhân với cả giá cước này nhân với cả 1,1 lần. Chúng ta sẽ có đơn vị là gì ạ? Đồng trên mét khối. Tôi sẽ format cell để chúng ta nhìn cho rõ. Chúng ta có thể để là phẩy đồng như này cũng được, nhưng mà thông thường người ta hay làm tròn cước thì là còn 161.134 đồng trong mét khối vận chuyển cát với hai cái cự ly như thế này. Đấy, như vậy cái công thức tính ở đây và kết quả cuối cùng là 61.134 đồng trong mét khối. Thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại công thức của chúng ta và kiểm tra lại kết quả chúng ta xem có khớp không, nhất là công thức. Đấy, nếu không khớp thì vì sao? Để chúng ta rút kinh nghiệm khi chúng ta làm thực cho nó đúng. Đấy, đây là bài tập số 2. Đấy. Đấy, như vậy là tôi nhắc lại, khi mà tính cước vận chuyển có nhiều cung đường, ví dụ cung đường thứ nhất là 5 cây, cung đường thứ hai là 8 cây, thì chúng ta phải cộng 5 cộng 8 13. Giả sử có 3 cung đường nữa chẳng hạn, cung đường thứ ba lại là 9 cây chẳng hạn, thì chúng ta lấy 5 cộng 8 cộng 9 là 22 cây để chúng ta tra từng cái loại đường của nó, chứ không phải là chúng ta cung đường nào gióng sang ngang là không đúng, mà chúng ta phải tính tổng. Đấy. Thế thì nguyên nhân của nó thì nguyên nhân sâu xa tại sao lại phải tính tổng cự ly mà không tính từng cung đường một, thì nguyên nhân sâu xa của nó như sau. Nguyên nhân sâu xa của nó nhất thì chúng ta phải nhớ đến cái cước 89 năm 2000 của chính phủ. Đấy, thì năm 2000 ban vật giá chính phủ họ ban hành cái cước số 89 chung cho cả nước. Sau này thì các tỉnh ban hành riêng các cái cước vận chuyển của mình, mỗi một tỉnh có một cước khác nhau và giá cước là khác nhau cho từng tỉnh.
Nhưng mà cái luật tính về cơ bản thì không thay đổi so với cả cái cước 89 năm 2000 của chính phủ này. Và trong cái 89 năm 2000 này ấy, thì chính phủ quy định như sau này. Mục 3.2 là phương pháp tính cước cơ bản theo các cự ly. Đấy. B nhỏ là gì? Vận chuyển hàng hóa trên chặng đường gồm nhiều loại đường khác nhau. Nhiều loại đường khác nhau. Tôi lấy ví dụ. Đường loại 1 là và đường loại 3 có hai loại đường thì chúng ta hiểu đây là nhiều loại đường rồi. Đúng chưa ạ? Thì dùng đơn giá cước của khoảng cách toàn chặng đường. Toàn chặng đường nghĩa là gì? Là chúng ta phải lấy là 5 cây ở đây cộng với 8 cây ra 13 cây đây. Rồi. Ứng với từng loại đường để tính cước. Ứng với từng loại đường có nghĩa là gì? 13 cây đấy ứng với đường loại 1 là bao nhiêu này? Ứng đường loại 3 là bao nhiêu thì chúng ta gióng cước. Đó. Ứng với từng loại đường để tính cước cho từng đoạn rồi cộng lại. Thì đấy, có nghĩa là tương tự như việc tôi vừa hướng dẫn là gì ạ? 13 cây gióng sang ngang xong rồi cộng lại cho từng cái cung đường một. Đấy, tôi nhắc lại. 13 cây gióng sang ngang này, đường loại 1 là bao nhiêu? Đấy. Đường loại 3 này gióng sang ngang là bao nhiêu? Xong nhân cự ly. Đấy. Thì nguyên nhân sâu xa nhất nó từ đây. Từ cái cước 89 này, sau này các tỉnh họ ban hành các cái bảng cước vận chuyển của họ thì họ cũng sử dụng nguyên các cái điều khoản này. Đấy, các cái hướng dẫn này để họ tính toán cho cước vận chuyển tỉnh của họ. Thì đấy, tôi nhắc lại các bạn cái nguyên nhân sâu xa nhất là cái này. Tất nhiên trong cái cước vận chuyển các tỉnh thì họ cũng nhắc lại cái điều khoản này, cái điều luật này chứ không có thay đổi gì cả. Đó, thì tôi hướng dẫn thêm để các bạn hiểu sâu tại sao lại như thế. Rồi. Đấy thì như vậy là tôi đã hướng dẫn xong cho các bạn về cái cước vận chuyển bằng ô tô. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. Phần tiếp theo là cước vận chuyển bằng đường sông. Đường sông thì ở tỉnh Lào Cai này không thấy có, thế nhưng mà tỉnh Long An này sẽ có. Tôi hướng dẫn trên một tỉnh khác ở tỉnh Long An nhé. Thì chúng ta sử dụng cái cước vận chuyển số 20 năm 2013 của tỉnh Long An để chúng ta xem cước vận chuyển đường sông họ tính như nào. Thì đường sông thì nó đơn giản hơn đường bộ. Chúng ta xem một cái hướng dẫn của họ ở một cái chương. Về chương 3 hướng dẫn cước vận tải bằng đường thủy. Đường thủy ở đây thì trong hợp này chỗ này là đường sông. Thì đối với tỉnh này thì họ quy định là sông loại 1 thì giá cước là như sau. Đấy. Rồi trong sông loại 1 thì người ta phân hàng bậc 1 là gồm các cái vật liệu như này. Ví dụ như đất, cát, sỏi, gạch. Hàng bậc 2 ngói rồi là xăng dầu thì giá cước là cái dòng thứ hai này. Hàng bậc 3 như xi măng chẳng hạn thì giá cước như thế này. Đấy, thì chúng ta tính cước thôi. Thì cái này nó cũng khá đơn giản. Thì tôi hướng dẫn luôn ở trên màn hình này, sau đó tôi ra bài tập để chúng ta sẽ làm. Thì tôi lấy ví dụ bây giờ chúng ta vận chuyển cát, vận chuyển đá đi. Đấy. Sỏi, đá, sỏi thì thế thôi. Đấy, thì chúng ta lấy ở cái dòng thứ nhất này. Chúng ta vận chuyển bằng ngói thì không phải, sỏi mới là dòng thứ nhất, nhưng mà đá, cả đá các loại thì là dòng thứ hai. Đấy. Đấy. Ngói rồi đá các loại dòng thứ hai. Đấy, tôi xin lỗi nhầm một chút chỗ bên trên. Đấy. Thế giả sử bây giờ tôi vận chuyển là đá đi, vận chuyển đá đi, thì tôi sẽ lấy dòng thứ hai để tính. Đấy. Thì đầu tiên nếu mà chúng ta vận chuyển từ 1 cây, 2 cây, 5 cây, 10 cây, 30 cây đổ lại thì chúng ta sẽ lấy giá cước như này. Đấy. Nhưng mà nếu mà chúng ta vận chuyển mà quá 30 cây thì cái cây thứ 31 trở đi thì chúng ta sẽ tính là cứ lấy một cái số lượng cây còn lại mà nhân với cái giá này. Thế còn cái 30 cây đầu là lấy nguyên cái con số này để tính. Tôi nhắc lại, nếu mà lớn hơn 30 cây thì đầu tiên chúng ta cứ lấy cái 30 cây đầu này. Sau đó cái số cây còn lại mà vượt quá 30 cây ấy, thì chúng ta trừ đi 30. Chúng ta lấy cái tổng trừ 30 sẽ ra được số cây còn lại vượt quá 30. Thì sau đó chúng ta nhân với cái giá cước này thì sẽ ra được là giá cước cho đơn vị là tấn. Sau đó thì chúng ta nhân tiếp với cả cái tỷ trọng. Vì đây là đồng trên tấn mà. Đây đồng trên tấn cho nên chúng ta phải tính nhân với tỷ trọng. Ví dụ như cát, đá chẳng hạn là tính một khối. Chứ không người ta không tính tấn cho nên chúng ta lại phải đổi từ tấn sang khối. Đấy. Từ khối sang tấn để mà chúng ta nhân với cái tỷ trọng của nó để mà cho nó ra cước cho nó đúng. Đấy. Tiếp theo đây thì với các loại sông loại 2 thì hoặc là loại trên loại 2, loại 3 thì người ta quy đổi cự ly. Quy đổi cự ly. Đó. Quy đổi cự ly thôi. Thì bây giờ tôi xem chúng ta sau khi đã học xong lý thuyết phần tính cước đường sông xong thì bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập. Vì cái này lý thuyết nó rất đơn giản, tôi chỉ hướng dẫn thế thôi.
chúng ta sang bài phần bài tập. Bài số 3. Bài số 3 là tính cước vận chuyển bằng đường sông. Chúng ta ghi đề bài này. Tính cước vận chuyển cho 1 mét khối cát vàng bằng đường sông. Thôi bây giờ tôi cho bằng cái đá đi, vì vừa rồi tôi hướng dẫn đá mà. Đá 2 x 4 đi. Đá 2 x 4. Tính cước vận chuyển 1 mét khối đá 2 x 4 bằng đường sông. Sông loại của tỉnh Long An. Sông loại 1 và cự ly là 45 km. Đấy. Rồi. Thế thì bây giờ các bạn sẽ dừng cái video lại để các bạn chép toàn bộ cái đề bài này vào cái màn hình Excel các bạn. Đấy, chưa có cái số này đâu nhá, chưa có số này. Các bạn chép toàn bộ cái màn hình Excel này vào cái đề bài và màn hình Excel các bạn. Sau đó các bạn bấm dừng video và các bạn làm bài tập. Ok chưa? Tôi xin lỗi, trước khi dừng video các bạn tra giúp tôi, các bạn sẽ phải tra cái tỉ trọng này. Thì tôi tra giúp các bạn hoặc các bạn tự tra nhé. Các bạn tự tra luôn cái tỉ trọng này. Tôi tra giúp luôn các bạn này, cái tỉ trọng của đá, đúng chưa? Đá 2 x 4 đúng chưa? 2 x 4 thì nó nằm đây, nằm trong khoảng này. Là 1,5. 1,5 tấn cho khối. 1,5 tấn mét khối đấy. Thì bây giờ các bạn chép cái đề bài này xong, các bạn sẽ sau đó thì các bạn sẽ tôi tra cước ứng với cả cái bảng cước này. Đây. Đề bài đây. Đá thì ở phía dưới. Đấy, đúng chưa? Đây các bạn chép đề bài xong rồi các bạn nhìn vào cái bảng này để các bạn tính ra giá cước. Bây giờ các bạn bấm tạm dừng màn hình đi. Tạm dừng sau các bạn tự làm. Làm xong thì các bạn tua tiếp video. Ok chưa? Giả sử rằng là các bạn đã làm xong và các bạn tua video đi, thì bây giờ tôi sẽ chữa bài tập. Tôi sẽ chữa bài tập. Đây, 30 km đầu là 33048. Tôi paste sang đây. 33048. Tiếp theo 227 đồng. 33048 tức là 33048 đồng nhé, chứ không phải 33,048 đâu nhé. Tôi nhắc lại đấy ạ. Rồi thì chúng ta sẽ tính như nào ạ? Cái này 30 cây đầu sao ạ? Sẽ bằng ạ. Cái tỉ trọng này, đúng chưa? Nhân với cả giá cước này. Đúng chưa? 31 cây trở đi. Đấy, thì là đây chúng ta là vận chuyển 45 cây. 45 cây. Đấy. Thế thì chúng ta đã mất 30 cây đầu rồi thì còn lại bao nhiêu ạ? Bằng này. 45 km ở trên, đúng chưa? Mà chúng ta trừ đi 30 km chúng ta đã vận chuyển rồi, đúng chưa? 30 km thì còn 15. 15 đấy chúng ta nhân tiếp với cả cái tỷ trọng này 1,5, đúng chưa? Xong rồi nhân tiếp với cả cái giá cước này thì chúng ta sẽ ra được đây là cái cước của cái chặng thứ hai, tức là chặng từ 31 cây trở đi. Đấy, 15 km còn lại đấy ạ. Và cuối cùng chúng ta sẽ cộng tổng hai lại cái 30 cây đầu. Đấy, với cả 31 cây trở đi, tức là 15 cây còn lại, thì chúng ta sẽ ra được gì ạ? Chỗ này là gì ạ? Đơn vị sẽ là gì ạ? Tôi sẽ đơn vị ở đây cũng là gì ạ? Đồng trên gì ạ? Trên mét khối. Đồng trên mét khối. Đấy, đơn vị là đồng trên mét khối. Như vậy chúng ta sẽ ra được gì ạ? 54.680 đồng cho 1 mét khối vận chuyển đá. Đấy, trên đường sông với cự ly là 45 cây, sông loại 1. Được chưa? Đấy, thì như vậy là cái đề bài chúng ta tôi đã chữa xong. Xong cái bài tập về cái đường sông. Đấy. Lưu ý chúng ta có một số tỉnh thì cái cột đầu tiên này họ lại không cho là giá cước cho cả 30 cây, mà người ta lại cho giá cước của 1 cây trong 30 cây đầu. Đấy, thì tất nhiên là một cây trong 30 cây đầu thì nó sẽ chỉ độ khoảng là một mấy trăm đồng hoặc là 1-2 nghìn đồng ở đây thôi, chứ nó không lên tận 3 nghìn đồng đâu. Thì đấy, công thức của chúng ta sẽ tính nó như nào ạ? Là chúng ta sẽ lấy cái tỷ trọng này, đúng chưa, nhân với cả 30 cây này, nhân với cả giá cước cho một cây của 30 cây đầu này. Đấy, thì lưu ý có một số tỉnh người ta ban hành nó hơi lệch so với tỉnh Long An như này, thì chúng ta điều chỉnh lại công thức một tí. Nhắc lại là gì ạ? Là với một số tỉnh người ta không ban hành cái giá cước 33.048 đồng cho cả 30 cây này, người ta tại ban hành là đồng cho tấn cho 1 km
nhưng mà 30 cây đầu thì chúng ta tính như sau, chúng ta lấy 1,5 này. Đấy, nhân với cả cái 30 cây, nhân với cả giá cước cho 1 cây. Đấy, thì sẽ ra được cái ô này. Còn cái 31 trở lên chúng ta tính như bình thường và chúng ta cộng hai cái này lại thì vẫn ra được giá cước. Đấy, một số tỉnh đã ban hành chúng ta điều chỉnh lại một chút như vậy thì chúng ta lưu ý. Tiếp theo, phần thứ ba trong cước vận chuyển là cước vận chuyển bộ thủ công. Cước vận chuyển bộ thủ công thì cước vận chuyển bộ đây, thì tôi sẽ lấy một cái tỉnh vận tỉnh Lào Cai để hướng dẫn các bạn. Tôi lấy ví dụ như là ở một số tỉnh miền núi phía Bắc cũng như miền Trung của Việt Nam cũng như một số tỉnh ở trong phía Nam thì họ có ban hành cái cước vận chuyển bộ thủ công, ví dụ như gánh bộ này bằng xe cải tiến, xe cút kít này. Tôi lấy ví dụ trong hợp này của Lào Cai là số 1693 năm 2013 của Lào Cai. Đấy, của Lào Cai. Đây thì họ cho các cái vật liệu vận chuyển đây, cát nhóm 1 ở đây. Đấy, nhóm 1 đây, nhóm 2 đây. Tôi lấy ví dụ bây giờ cát đá sỏi chẳng hạn thì lấy nhóm 1 ở cột này. Họ có các cột là bốc xếp này, đồng trên tấn này. Ví dụ như là bốc xếp ấy, bốc lên rồi bốc lên xe hoặc là bốc lên quang gánh hoặc là đấy bốc lên xe cải tiến cút kít ấy thì là 27.068 đồng cho một tấn. Chúng ta đi lưu ý đơn vị đây là tấn nhé. Nhưng có những tỉnh họ lại ban hành là đồng cho một khối cát. Đấy, đồng cho khối đá đấy, vân vân. Thì nếu như tỉnh nào ban hành đồng trên tấn thì chúng ta lại phải nhân cái giá cước này với tỷ trọng. Tỷ trọng tôi đã nói rồi là chúng ta sẽ tra ở trong cái định mức từ trong cái dự số 1329 này này. Đấy. Bộ. Thế còn tỉnh nào mà họ ban hành là đồng trên mét khối, đồng trên đơn vị tính của vật liệu, ví dụ như cát là đồng trên khối, đá đồng trên khối chẳng hạn, gạch đồng trên viên chẳng hạn ấy, thì lúc đấy chúng ta không phải nhân với tỷ trọng nữa, bởi vì đấy chính là đơn vị để chúng ta tính rồi. Đấy, chúng ta không phải nhân tỷ trọng nữa. Còn trường hợp của Lào Cai này đồng trên tấn thì bắt buộc chúng ta phải nhân với tỷ trọng của đơn của vật liệu. Tiếp theo, giá vận chuyển 10 mét tiếp theo ấy, 10 mét khởi điểm đấy là 16.426 đồng cho một tấn. Đơn giá vận chuyển 10 mét tiếp theo là 5.179 đồng cho một tấn. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ tính với cái số liệu mà họ cung cấp như này thì chúng ta sẽ tính như sau này. Giả sử bây giờ chúng ta vận chuyển là 30 mét chẳng hạn thì thông thường là phải có bốc lên xe và xếp xuống xe, thì bao giờ chúng ta cũng phải lấy cái bốc xếp này là hai. Tôi giả sử vận chuyển cát hay đá đi thì chúng ta lấy ở nhóm 1 nhé, thì bao giờ chúng ta cũng có cái là 27.068 đồng trước, bởi vì kiểu gì cũng phải bốc lên và xếp xuống. Đấy. Tiếp theo thì bạn dù chúng ta vận chuyển có 1-2 mét thì kiểu gì chúng ta được là 10 mét khởi điểm thì chúng ta được 16.426 đồng. Như vậy chúng ta lấy 27.068 đồng này cộng 16.426 đồng sẽ ra được một cái giá trị đã. Tiếp theo, chúng ta vận chuyển 30 mét thì chúng ta đã được là 10 mét khởi điểm rồi, thì chúng ta còn 20 mét nữa. 20 mét thì chúng ta sẽ được là 2 lần block của 10 mét, tức là 20 chia cho 10 thì được là 2 block. Nhưng nếu tôi cho một ví dụ khác là 37 mét đi, 31 mét đi, 31 mét thì chúng ta vận chuyển 10 mét đầu rồi thì còn là 21 mét. 21 mà chia 10 được là 2,1. 2,1 thì chúng ta được làm tròn lên là 3. 2,1 block thì được tròn lên 3 chứ không phải là 2. Thì trong hợp đấy là chúng ta sẽ lấy gì ạ? Lấy cái bốc xếp này cộng với cái 10 mét đầu này cộng với cả 3 block, tức là 2,1 chia cho 10 đấy ạ, thì được 3 block, 3 lần của cái 1 của cái 5.179 đồng ở đây. Đây là dấu chấm chứ không phải dấu phẩy đâu. 5.179 chứ không phải 5.179 đâu. Đấy. Đấy, 10. Thì một đấy thì tính là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập về cái cước vận chuyển bộ này. Vì lý thuyết nó rất đơn giản thôi, tôi chỉ hướng dẫn như vậy là đủ rồi. Chúng ta sẽ làm bài tập. Các bạn sẽ mở cho tôi một cái màn hình Excel trống. Sau đó thì các bạn chép một cái đề bài như sau. Đấy. Bài 4 là tính cước vận chuyển bằng thủ công đấy, cho 1 mét khối cát vàng tại tỉnh Lào Cai. Cự ly vận chuyển là 37 mét, phương tiện vận chuyển là xe cải tiến.
Đấy. Thì bây giờ các bạn chép cái đề bài này vào. Các bạn tạm dừng màn hình, các bạn chép đề bài vào. Đấy, tạm dừng màn hình. Đấy, các bạn chép đề bài xong thì các bạn sẽ tua màn hình, tua video đi và các bạn sẽ xem là đây là mà đơn giá bốc xếp và vận chuyển bằng gánh bộ. Gánh bộ thì trong hợp kia chúng ta dùng là bằng xe cải tiến, đúng chưa? Thì chúng ta sẽ xuống bảng 2.2 là vận chuyển bằng phương tiện thô sơ. Thô sơ ở đây ví dụ như là xe cải tiến, xe cút kít đấy. Thì chúng ta sẽ lấy ở cái bảng này. Cát vàng chúng ta sẽ lấy ở nhóm 1, chúng ta sẽ lấy cái cột đầu tiên này, cột nhóm 1 này, nó tính. Đấy. Cát vàng thì trọng lượng đơn vị cát vàng là bao nhiêu ạ? Trọng lượng đơn vị cát vàng. Trọng lượng đơn vị cát vàng đây. 1,45. 1,45 tấn cho 1 mét khối. Ok chưa ạ? Các bạn chép đề bài 1,45. Và các bạn, bây giờ các bạn sẽ tạm dừng hẳn video để các bạn tự thành lập công thức và tự ra kết quả cuối cùng. Sau khi ra được kết quả cuối cùng rồi thì các bạn sẽ tua tiếp video đi và các bạn sẽ đọ so sánh kết quả của các bạn với cả cái video mà tôi chữa trên này. Ok chưa ạ? Và giả sử rằng là tôi, các bạn đã làm xong rồi, các bạn tua tiếp video và bây giờ tôi chữa bài tập nhé. Bằng xe cải tiến thì là cột là cái bảng 2.2 này và cát vàng thì là nhóm 1 đây, đúng chưa? Bốc xếp là bao nhiêu ạ? 27068 đồng, đúng chưa? Bốc dỡ là bao nhiêu ạ? 27068, được chưa? 10 mét đầu 13839, 13839, được chưa? Tiếp theo 10 mét tiếp theo là 1635, 1635 đồng. Đấy. Được chưa? Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta tính thế nào? Tỷ trọng là bao nhiêu ạ? Chúng ta có tỷ trọng là bao nhiêu ạ? Tỷ trọng. Cát vàng là bao nhiêu? Vừa rồi là chúng ta có cắt vàng ở đây 1,45, đúng chưa ạ? Là 1,45 tấn cho một gì ạ? Mét khối, được chưa ạ? Tấn trên mét khối. Thì bây giờ 10 mét đầu thì chúng ta bằng nguyên cái này thôi, bằng cái này cho một tấn thì chúng ta nhân với cái tỷ trọng này đã. 10 mét tiếp theo thì bằng cái tỷ trọng này mà nhân với cả cái giá cước này đã. 10 mét đầu, tôi xin lỗi, đây là bốc rỡ đây, 10 mét đầu. Đấy. Tiếp theo, vì cái này là giá cước cho 1 tấn nhưng mà chúng ta đang muốn tính cho 1 mét khối cơ, cho 1 mét khối cát cơ, cho nên bắt buộc là chúng ta phải lấy 1,45 này nhân với hai cái này thì sẽ ra được hai cái ô này. Đấy. 10 mét tiếp theo thì bây giờ là chúng ta là 37 mét, đúng không ạ? Bằng này. Đấy. 37. 37 mà chúng ta dùng cái hàm round up. Round up. Của 37 mà trừ đi 10. 37 là 37 mét tổng cự ly này mà chúng ta đã được tính tiền 10 mét đầu rồi, đúng chưa ạ? Trên 10 này. 37 trừ đi 10. Rao áp này, 37 trừ 10 này. Chia cho 10. 37 trừ 10 chia 10 này. Và chúng ta làm tròn là không những số 6 phẩy. Đúng chưa ạ? Rao áp. Chứ không, chỗ này là không có cái này. Rao áp này. Rồi chúng ta nhân tiếp với cả cái tỷ trọng này, chúng ta nhân tiếp với cả cái cước của 10 mét tiếp theo này. Đấy, ta kiểm tra lại đúng chưa nhé. Round up của 37 mà chưa đi 10 còn 27. 27 chia cho 10 thì được là 2,7 thành 3. 3 nhân với cả, tôi kiểm tra lại cho có đúng nhé, bằng này 3 này nhân với cả cái này nhân với cả cái này, đúng rồi, 7.112 đồng. Đấy, đúng rồi. Thế như vậy là chúng ta sẽ có
từng cái cung đường một là như thế này. Từng cung đường một là như này rồi. Thế bây giờ cái tổng cộng là bao nhiêu ạ? Là bao nhiêu ạ? Bằng sum của từ bốc rỡ mà sang đến 10 mét tiếp theo. Đấy. Thì cái chỗ này chúng ta nên là bỏ cái này đi. Đấy. Đơn vị là gì ạ? Tổng là gì ạ? Đơn vị là gì? Đồng này. Trên gì ạ? Trên mét khối. Đấy, tổng đồng trên mét khối. Thế như vậy là kết quả cuối cùng của chúng ta là gì ạ? Là được 66.427 đồng trên mét khối cát vàng ở đây. Được chưa? Đấy. Thì đây là cái kết quả cuối cùng của chúng ta. Rồi, như vậy là quay trở lại cái buổi sáng ngày hôm nay của chúng ta thì là chúng ta đã tính được là cái bằng này thứ. Tôi nhắc lại để chúng ta xem. Bài 1 là cái bài đầu tiên về hệ thống định mức đơn giá là chúng ta đã học xong về cái bảng giá vật liệu. Tôi nhắc lại bao gồm giá gốc ạ, giá nằm ở sau cùng quyển sách này, giá thông báo vật liệu theo tháng theo quý do tỉnh sở xây dựng kết hợp với cả sở tài chính họ công bố, thông thường một quý một lần, có tỉnh một tháng một lần. Tiếp theo tôi đã hướng dẫn chúng ta là cái giá hiện trường, giá vật liệu đến hiện trường thì nó phải bao gồm các loại cước vận chuyển như là cước ô tô. Đấy. Rồi là cước vận chuyển bằng tàu thuyền, cước vận chuyển bộ thủ công. Đấy. Thì như vậy bài học ngày hôm nay là chúng ta đã hướng dẫn cái toàn bộ cái lý thuyết cũng như là thực hành bằng tay trên Excel. Đấy. Bây giờ tôi chuyển sang phần tiếp theo là phần thực hành trên phần mềm dự toán G8. Thực hành trên phần mềm dự toán G8 xem là chúng ta lấy cái giá vật liệu thông báo ở đâu, rồi là tính cước vận chuyển như thế nào. Đây. Tôi lấy một tỉnh khác nhé. Tôi lấy một cái mã này. Tôi lấy một tỉnh tỉnh Lào Cai. Tôi lấy tỉnh Lào Cai. Giả sử rằng là công trình của bạn, bạn đã nhập các cái đầu việc này cho công việc số 1, số 2 đến số cuối cùng, thứ N của bạn xong. Thì các bước để nhập giá thông báo có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ tự nhập tay ở đây. Ví dụ cát vàng là 250.000, chúng ta nhập ở đây. Thì nếu mà trường hợp là họ ban hành giá trước thuế, chúng ta nhập ở đây. Nếu mà ban hành giá sau thuế, chúng ta sẽ nhập ở đây. Ví dụ tôi nhập ví dụ 110 nhé, để chúng ta thấy cho rõ này. Thì bên này nó sẽ chia ngược ra 1,1 thì là được 100. Ok chưa ạ? Đấy. Thế thì là như vậy. Rồi đây là cách thứ nhất. Nhưng mà cách này thì chúng ta làm nó sẽ hơi mất thời gian. Trong hợp mà các đơn vị nhà thầu xây lắp mà chúng ta lấy giá thực của chúng ta thì đương nhiên là chúng ta sẽ nhập như vậy. Giá thực mà chúng ta mua được ấy ở cái các cái đại lý hoặc các cái nhà cung cấp vật liệu thì chúng ta sẽ điền trực tiếp như vậy. Cách thứ hai là chúng ta sẽ nháy phải chọn áp giá thông báo vật liệu ở đây. Hoặc là chúng ta sẽ kích vào dưới cùng này là áp giá thông báo ở đây. Cách nào như nhau cả thôi, chúng ta chọn cái này. Tỉnh Lào Cai. Vùng, ví dụ bây giờ chúng ta chọn thành phố Lào Cai đi. Hay là Sapa hay Bát Sát hay Bắc Hà vân vân, tôi chọn Lào Cai, thành phố Lào Cai. Chấp nhận. Nào chúng ta theo cái thông báo giá số 2797 ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Lào Cai, của Ủy ban tỉnh Lào Cai. Tất nhiên ở dưới này có rất nhiều những cái thông báo cũ hơn. Thì công trình của bạn làm thời điểm nào thì bạn phải lấy cái thông báo giá tương ứng thời điểm đó. Giả sử tôi lấy cái giá mới nhất đi. Đấy, của thành phố Lào Cai, chấp nhận. Đây. Thì có cát vàng chẳng hạn thì nó có nhiều nhà cung cấp, ví dụ như Bắc Cường, ví dụ Nam Cường, ví dụ như là Hồng Thôn vân vân. Bình Minh và Bắc Cường chẳng hạn. Đây thì mỗi một nhà cung cấp có thể họ sẽ cho một cái giá khác nhau. Giả sử bạn chọn là giá 90.000 của Bắc Cường Bình Minh đi, chọn cái đầu. Que Hàn có thể bạn chọn cái này. Đấy, thép vân vân thì bạn chọn theo cái của bạn. Đấy. Hoặc bạn chọn cái này tùy bạn. Đấy. Thép tấm bạn chọn cái nào theo quy định của đơn vị chủ đầu tư hay là của tư vấn của bạn. Xi măng có rất nhiều cái, dụ tôi chọn xi măng bút sơn chẳng hạn. Đấy.
Đây là cách thứ nhất. Cách thứ nhất là bạn chọn theo đúng như cái quy định trong trong hồ sơ. Đấy, trong hồ sơ thiết kế hay là chủ đầu tư họ yêu cầu bạn chọn cái nào. Cách thứ hai, bạn có thể chọn giá thấp nhất, giá cao nhất hoặc là giá trung bình. Tôi lấy ví dụ về giá thấp nhất này, thì nó sẽ chọn toàn bộ cái giá mà thấp nhất ở đây. Đấy. Giá cao nhất chẳng hạn, yết thì nó sẽ chọn tất cả những cái giá cao nhất hay thép chẳng hạn, nó sẽ chọn giá cao nhất đây, giá cao nhất đây. Đấy. Bây giờ hoặc là giá trung bình thì nó sẽ lấy cái ở giữa. Đấy. Trung bình, tức là giữa trung bình nhất của cái đám này chẳng hạn thì là 14.091, tức là gần sát cái trung bình nhất là 14.091 đồng trước thuế ở đây. Đấy. Sau đó bạn bấm chấp nhận. Rồi nó báo này, những cái vật liệu nào mà đã được áp giá ấy, thì cái tên của vật liệu đổi sang màu xanh. Tôi lấy ví dụ này, cát vàng đổi sang màu xanh này. Một số loại đá mà trong cái giá thông báo họ không có thì chúng ta cũng không áp được, chúng ta phải nhập tay. Đấy. Tùy từng tỉnh và tùy từng thông báo giá nhé. Đấy. Chứ không phải cái nào cũng giống nhau, tỉnh nào cũng giống nhau. Thì những cái nào màu xanh nó đã áp được rồi, cái những cái màu đen nó không áp được. Đấy. Thì chúng ta lưu ý. Còn cái nào màu tím thì nó áp một cách gần chính xác, chúng ta lưu ý ạ. Ví dụ trường cát vàng là áp được là 90.000 đồng. Và đây chúng ta lưu ý là cái ghi chú nguồn gốc xuất xứ nó ghi là gì ạ? Áp theo thông báo giá vật liệu số 2797 ngày 28/12/2018 vùng 1, tức là thành phố Lào Cai đấy ạ. Đấy. Đây thì họ các cái ghi chú này, mục đích của ghi chú làm gì? Để sau này khi mà chúng ta công trình của chúng ta 5 năm sau, 3 năm sau chúng ta mở lại, chúng ta không biết là cái con số 13.600 đồng lấy đâu ra, thì chúng ta nhìn đây, à hóa ra lấy đây ra. Đấy. Thế còn những trường hợp mà nó không có thì chúng ta phải lấy báo giá của chúng ta, thì chúng ta điền vào đây và chúng ta tự điền cái nguồn gốc xuất xứ, ghi chú ở đâu, chúng ta mua ở đâu, đại lý nào, bãi cát nào, bãi đá nào, chúng ta điền vào đây cho tôi. Đấy, thì để sau này chúng ta biết được là cái nguồn gốc xuất xứ của nó. Đấy. Ok chưa? Đấy là cái cách áp giá thông báo vật liệu của tỉnh. Còn cái giá gốc này nó đã lấy nguyên trong cái quyển sách phần xây dựng, phần lắp đặt của tỉnh hơn ấy, thì thông thường là nó khớp rồi, chúng ta để nguyên. Có chăng thì chúng ta chỉ kiểm tra thôi, chúng ta mở sách ra chúng ta kiểm tra cái này so với cả giá gốc của tỉnh ở đằng sau của sách xem có khớp không thôi ạ. Chứ thông thường là chúng ta sẽ không được sửa gì cái giá gốc này. Đó, chúng ta chỉ sửa cái giá tháng này thôi ạ. Rồi. Tiếp theo tôi sang đến phần thực hành. Tiếp theo là phần thực hành mà cước vận chuyển. Đầu tiên cước vận chuyển bằng ô tô. Thì tôi lấy ví dụ, chúng ta vận chuyển cát vàng mà trên hai cung đường chẳng hạn, chúng ta nháy phải chọn chèn dòng này. Chúng ta điền cự ly, ví dụ như là 5 cây đường loại 1 này. Đấy, 8 cây đường loại 3. Thì chúng ta điền vào đây. Chúng ta đang làm cái cước 2188-214 của tỉnh Lào Cai. Đấy, thì nó ra cước, nó tự nó tra cước là chúng ta cước loại cái này là trên 13 cây và nó tự tính được tổng cước của chúng ta ở đây. Đấy. Đấy. Đây là cước vận chuyển của tỉnh Lào Cai bằng ô tô. Thì hai cung đường như vậy. Thế nếu ba cung đường thì chúng ta lại nháy phải, chúng ta chèn dòng vào. Thế còn ví dụ đá chúng ta chỉ vận chuyển một cung đường thì chúng ta điền thẳng vào cái dòng số 8 là chứa đá 12 này. Ví dụ chúng ta vận chuyển là 26 cây đường loại 2 chẳng hạn. Đấy, đường loại 2 chẳng hạn thì tự nó tra cước là tính chúng ta là 56.511 đồng ở đây. Đấy, cứ vận chuyển bằng ô tô rất đơn giản như vậy thôi. Chúng ta thao tác trên phần mềm rất đơn giản. Và sau này cái giá cước này ấy, nó sẽ được cộng sang bên tổng vật tư. Nó sẽ đưa giá hiện trường, nó sẽ tăng lên cho chúng ta. Ví dụ giá gốc đây chẳng hạn là 113.000 nhưng mà giá hiện trường ấy nó sẽ cộng lên. Cộng với cột M. Chúng ta nhìn. Đây, chúng ta nhìn. Cái giá hiện trường nó bao gồm cả cước vận chuyển, cột M đây là giá vận chuyển bằng giá thông báo cộng cước vận chuyển ở đây, chúng ta nhìn rõ. Được chưa? Đấy. 53.724 là của cái cát vàng, thì đây cát vàng chúng ta đây ạ. 53.724 đồng đưa sang qua đấy để chúng nó tính toán. Hoặc đơn giản tiết chẳng hạn, chưa tính chẳng hạn, thì cát vàng nó sẽ được cộng thêm cái cước vận chuyển, giá cộng cước vận chuyển AM6. Đây, chúng ta xem ạ, cước vận chuyển AM ở đây 6 chính là cái cát vàng đây, chính là nó cộng 53.727 đây chúng ta. Đó. Ở tỉnh này thì họ không vận hành cước đường sông, thế cho nên là cái cước sông của chúng ta không có giá cước, không có bảng cước, thì chúng ta bỏ qua. Bây giờ tôi chuyển sang phần tiếp theo là phần thực hành cước đường sông, nhưng mà tôi chọn tỉnh khác là tỉnh Long An đi. Đúng vậy, chúng ta làm Long An đúng không? Chúng ta
Giả sử rằng là bạn đã nhập hết các cái đầu việc của bạn, công tác số 1, số 2, số 100, số 1000 đầy đủ. Hết công tác đầu, công tác cuối bạn nhập hết đây xong. Bạn chuyển sang xít cước vận chuyển. Bạn chọn cái bảng cước đường sông như mong muốn của bạn cho nó đúng cái thời điểm bạn làm công trình. Đấy. Thì cự ly đây, ví dụ trường hợp nói tôi hướng dẫn là gì ạ? Đầu tiên đường sông thì chúng ta chọn đây là sông. Đấy. Loại cự ly nguyễn tôi ví dụ là 45 cây. Đấy. Loại đường loại 1 chẳng hạn. Đây thì nó tự nó tra cước chúng ta, nó tự tính công thức ở đây chúng ta. Đấy. Tính công thức của chúng ta ở đây. Như vậy thôi. Như vậy là với đường sông chúng ta, bước 1 là chúng ta chọn cái bảng cước cho đúng. Bước thứ 2 là chúng ta nhập cự ly, nhập loại đường. Thế là chúng ta xong được cái cước đường sông. Tiếp theo, tôi hướng dẫn tiếp về cái thực hành trên phần mềm G8 về cước đường bộ. Thì tôi quay sang cái tỉnh Lào Cai, vì tỉnh này là có ban hành cước đường bộ. À, cước bộ thủ công. Đây. Thì tôi chọn là cước số 1693/2013 của tỉnh Lào Cai. Đây, thì tôi chọn là phương tiện vận chuyển, ví dụ như là xe cải tiến chẳng hạn này, có bốc rỡ này. Cự ly vận chuyển, ví dụ lúc đấy tôi chọn là 37m đúng không ạ? 37m đấy. Thì nó tự nó tra lại chúng ta là bốc rỡ là bao nhiêu, 10 mét đầu bao nhiêu, người tiếp theo bao nhiêu, và cuối cùng nó tự nhân với cái tỉ trọng 1:45 và nó ra được chúng ta đây. Thì giá cước là chúng ta. Đấy. Đấy. Tóm lại là chúng ta sẽ chỉ nhập gì ạ? Mỗi phương tiện vận chuyển là cái gì này? Cải tiến quất kít hay gánh bộ này. Đấy. Có bốc rỡ hay không thì chúng ta tích này. Sau đó chúng ta nhập cự ly là xong thôi. Đấy. Về cơ bản là như vậy, là chúng nó tự ra được giá cước ở đây chúng ta. Đấy. Như vậy, trong bài học ngày hôm nay thì chốt lại là tôi đã hướng dẫn toàn bộ cái giá vật liệu, bao gồm cái giá gốc, giá thông báo và các loại cước vận chuyển, để chúng ta sẵn sàng tính được ra cái giá vật liệu đến chân công trình của chúng ta, để sau này mục đích là sau này chúng ta sử dụng cái kết quả đó, kết quả tính ra giá đến chân công trình để chúng ta tính dự toán, tính quyết toán, tính hồ sơ đấu thầu vân vân, thì chúng ta sẽ sử dụng cái kết quả này để tính. Vâng. Bài học thứ nhất về bảng giá vật liệu thì tôi xin phép được kết thúc ở đây. Trước khi kết thúc thì tôi có thể sau này các bạn khi mà trong quá trình làm việc, học tập và làm việc, các bạn có gặp trục trặc gì thì các bạn sẽ liên hệ với chúng tôi. Các bạn vào trang web là dự toán g8.com, đây ạ. Các bạn sẽ vào Google hoặc là vào Internet Browser hoặc là vào Firefox, sau đó các bạn gõ ở trên cái trang địa chỉ ở phía trên này là dự toán g8.com. Thì nó sẽ ra cái trang web của công ty Hoàng Hà. Sau đó các bạn bấm mục liên hệ. Đấy. Thì các bạn, những cái hỏi đáp thì các bạn có thể trực tiếp liên hệ với công ty Hoàng Hà với địa chỉ ở đây. Đấy. Và các số điện thoại để hỗ trợ ở đây. Đấy. Thế thì các bạn có thể gọi tiện nhất thì các bạn nên gọi vào các đường dây nóng này. Ví dụ trong giờ hành chính các bạn có thể gọi các số cố định này. Tất nhiên trong giờ hành chính và ngoài giờ buổi tối, ngày lễ chủ nhật, các bạn có thể gọi vào các cái số di động này. Đấy. Nếu như mà những cái giải đáp qua di động, qua điện thoại nó chưa được thỏa đáng, chưa được hiểu lắm, các bạn có thể chọn cách thứ hai là bạn gửi mail chúng tôi, và cái địa chỉ email là dự toán g8a@yahoo.com hoặc là khoatnv@yahoo.com đây, hoặc là ăn chắc nhất thì chúng ta gửi luôn cả hai email này, những cái thắc mắc của các bạn để chúng tôi sẽ giải đáp cho các bạn. Và lưu ý rằng là trong cái email mà gửi thì các bạn nêu các vấn đề, các câu hỏi của bạn ra. Và phía dưới cùng thì các bạn nên cho tôi một cái tên, tên của bạn thôi ạ, tên là Hùng hay tên là Nam hay tên là Mai vân gì đó. Sau đó thì các bạn cho tôi số điện thoại, mục đích điểm gì, để nếu câu hỏi nó dễ thì chúng tôi sẽ gửi mail trả lời lại cho bạn. Nhưng mà câu hỏi bạn nó khó quá và nó rất là phức tạp để trả lời thì chúng tôi sẽ nhìn vào tên và số điện thoại của bạn để lại trong mail, sau đó chúng tôi sẽ gọi lại cho các bạn để giải thích cho các bạn, thì sẽ tiện hơn so với việc là viết một cái email dài 5-7 trang màn hình để giải thích, thì chúng tôi cũng rất là khó và các bạn cũng khó để mà hiểu được cái khi mà viết, thì nó sẽ khó diễn đạt hơn mà khi mà chúng ta nói trực tiếp với nhau. Ok. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái bài học đầu tiên này, và hẹn gặp lại các bạn trong các cái buổi học, các cái bài học sau.